chị và các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay mình gặp nhau lần này là lần thứ hai, nhưng mà với một cái có một cái chuyên cũng là tiêu hóa nhưng mà chuyên về phần gan mật. Nguyên cả buổi chiều hôm nay mình sẽ làm liên tục 3 bài. Hai bài đầu là những cái bài cơ bản đó nè, rồi sau đó bài cuối cùng của mình là sẽ cái bài tiếp cận những bệnh nhân bị nhiễm gan nhiễm mỡ. Đối với một bác sĩ gia đình thì mình sẽ làm những cái gì? Thì cái bài đầu tiên đó là phân tích xét nghiệm sinh hóa và chức năng gan. Cái bài này á, thì hầu như là cái nội dung á, nó không có khác gì so với các anh chị giảng cho các anh chị sau đại học cũng như là các em sinh viên. Vì các xét nghiệm sinh hóa và chức năng gan thì nó quá sức là quen thuộc với mấy anh chị. Và hầu như là tất cả các bệnh nhân á, cho dù bệnh lý gì đi chăng nữa, khi đi khám thì thường là hay cho làm cái xét nghiệm về gan. Vì người ta biết rằng là hầu như các thuốc, các vấn đề chuyển hóa của thuốc nó liên quan đến gan rất là nhiều. Và khi gan có vấn đề á, thì hầu hết các bác sĩ cho thuốc họ rất là ái ngại. Vì vậy cái bài này tôi nghĩ là cái bài đầu tiên. Và sau bài này mấy anh chị sẽ nghỉ giải lao. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục hai bài kế tiếp là cái bài các dấu ấn viêm gan virus cũng rất là thường gặp vào khi tiếp cận gan nhiễm mỡ. Về nội dung của bài ngày hôm nay á, thì gồm có 6 phần. Thì là đầu tiên là đánh giá các tổn thương ứ mật, đánh giá tổn thương hoại tử tế bào gan, hay nói chính xác hơn là đánh giá tổn thương tế bào gan, về bilirubin, về đánh giá chức năng gan. Và tôi bổ sung thêm mấy anh chị một cái nhóm xét nghiệm nữa để đánh giá sơ hóa gan. Thì khi chúng ta đọc cái phần này chúng ta mới hiểu được cái bài cuối cùng và một số cái tình huống lâm sàng. Để có thể đi vào từng nội dung á, thì bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu về cái cấu trúc của gan. Thì cái đơn vị chức năng của gan của mình á, gọi là tiểu thùy. Một, mấy chị thứ thấy một cái hình tròn tròn như vậy nè, là một cái tiểu thùy. Tiểu thùy của mình á, tiểu thùy gan là do các tế bào gan nó xếp lại theo dạng bè. Và ở giữa đó mình có cái tròn tròn xanh xanh này á, mình gọi là tĩnh mạch trung tâm. Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Rồi chúng ta có những cái bè, chúng ta thấy có những cái đường mà dẫn từ ngoài này đi vào trong á, thì mình gọi là xoang gan. Và đây là những cái tế bào gan. Giữa các tiểu thùy gan chúng ta sẽ có một cái khoảng trống, mình gọi là khoảng cửa. Và cái khoảng cửa này nó sẽ chứa ba cái cấu trúc chính, đó là động mạch gan, tĩnh mạch cửa và ống mật. Ống mật mình không thấy trên hình này ha. Bây giờ mình phóng to nó ra thì mình thấy đây là khi mình phóng to một cái tiểu thùy ra thì đây là cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy ha. Bây giờ mình phóng to cái chỗ cái khoảng cửa ra thì mình thấy có ba cái cấu trúc, đó là tĩnh mạch cửa, động mạch gan và ống mật. Và chúng ta thấy là đối với máu á, chúng ta thấy là máu đến gan ha, sau đó chia nhỏ thành những cái nhánh tĩnh mạch cửa và động mạch gan, và sau đó nó sẽ đổ vào trong tĩnh mạch trung tâm. Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy này á, sau đó máu nó sẽ đổ ra ngoài gan bằng cái động mạch gì? Động mạch gan, sau đó đổ vào tĩnh mạch chủ, đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, sau đó đổ về tim phải. Như vậy cái hướng đi của máu á, nó sẽ hướng đi từ đây, từ cái khoảng cửa này vào tĩnh mạch trung tâm. Trong khi mật á, của mình á, được tạo ra bởi tế bào gan, nó sẽ được đưa vào trong những cái cấu trúc này, nó gọi là những cái tiểu quản mật, và nó đổ vào trong ống mật. Và ống mật sau đó nó sẽ đổ ra ngoài bằng ống gan trái, ống gan phải. Như vậy về cấu trúc của một cái tiểu thùy gan á, thì mình sẽ có những cái cấu trúc. Ví dụ như thứ nhất là tế bào gan, là cái này mình biết rồi. Thứ hai là một cái hệ thống về đường mật. Thứ ba là mạch máu. Như vậy mình sẽ có những cái xét nghiệm để đánh giá những cái tổn thương liên quan đến tế bào gan. Mình sẽ có những cái nhóm xét nghiệm đánh giá đến những cái tổn thương liên quan đến đường mật, mà thường gọi là hội chứng ứ mật. Và những cái tổn thương mà liên quan đến mạch máu á, thì nó ảnh hưởng đến tế bào gan, thì thường thường nó xếp chung vào cái tổn thương tế bào gan hay tổn thương hoại tử. Và mình có một cái nhóm xét nghiệm nữa là bilirubin, mình tách riêng. Và khi tất cả những cái bệnh lý mà của tế bào gan, của ống mật, của mạch máu vân vân á, mà nó làm ảnh hưởng đến chức năng của gan, thì mình sẽ có một cái nhóm xét nghiệm để đánh giá chức năng gan. Ví dụ mình bệnh tim mạch đi, thì bệnh nhân có thể có bệnh lý ở mạch vành,
bệnh nhân cũng có thể có bệnh lý ở cơ tim, bệnh nhân cũng có thể có bệnh lý ở van tim. Nhưng mà cái hậu quả là gì? Hậu quả nó sẽ gây nên một bệnh cảnh suy tim cấp hoặc là suy tim mãn. Thì gan cũng vậy, có thể là bệnh lý ở tế bào gan, có thể là bệnh lý ở gì, ở đường mật, có thể bệnh lý ở những cái mạch máu gan. Nhưng hậu quả của nó là gì? Nó có dẫn đến suy gan cấp hay là suy gan mãn hay chưa? Thành ra mình có một cái nhóm xét nghiệm để đánh giá về chức năng. Như vậy trong cái xét nghiệm về sinh hóa gan á, thì mấy anh chị sẽ đầu tiên sẽ mình sẽ học những cái xét nghiệm để đánh giá tổn thương ứ mật, gồm có cái fosfatidylkiềm và gamma GT. Trong hai cái men này á, thì cái fosfatidylkiềm hầu như á, là mình chẳng bao giờ mình để ý ha. GT thì bây giờ mình làm khá là nhiều, nhưng đôi khi cái kết quả ra thì mình cũng không giải thích được. Một cái xét nghiệm nữa mà hầu như là ai mình cũng có đã từng đọc hết và mình cũng đã giải thích cho bệnh nhân hết, đó là tổn thương tế bào gan, hay còn gọi là hoại tử tế bào gan. Các bạn chỉ nhớ cái từ tổn thương nó chính xác hơn, vì đôi khi nó không có hoại tử, nó không gây vỡ tế bào gan, chỉ tổn thương thôi. Nó gây tính tăng tính thấm màng tế bào gan, thì nó có thể đưa cái men từ trong tế bào gan ra ngoài, máu, nó làm tăng lên trong máu, đó là ALT AST. Bây giờ mình dùng thông thường nhất tất cả các phòng xét nghiệm hiện nay là mình dùng ALT AST. Còn cái tên trước đây á, là SCPT, SGOT hầu như á, là các phòng xét nghiệm họ không sử dụng nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ở một số cơ sở y tế ở dưới địa phương, ở dưới các huyện, các tỉnh á, thì vẫn còn sử dụng cái từ này. Và mình có cái nhóm bilirubin mình xếp riêng, rồi mình có nhóm xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Thì trong cái đánh giá chức năng gan á, thì mình có cái albumin, có protombin tai hay là ENA. Như vậy đầu tiên hết là mình vô cái tổn thương ứ mật. Cái tổn thương ứ mật là thực sự là một cái tổn thương mà rất là khó hiểu. Để hiểu thì mình phải ôn lại chút xíu về cái hệ thống đường mật. Cái hệ thống đường mật hồi nãy tôi nói rồi, cái đơn vị của cái hệ thống đường mật nhỏ nhất á, gọi là tiểu quản mật. Tiểu quản mật nó không có cấu trúc hình ống, mấy chị thấy có cấu trúc hình ống không? Đây là có tế bào trụ ở xung quanh còn đây không? Nó không có cấu trúc hình ống. Sau khi mật được tổng hợp từ tế bào gan, nó sẽ được đưa vào trong tiểu quản mật và sau đó đổ ra ống mật, những ống mật nhỏ trong gan. Các ống mật nhỏ trong gan sẽ tập hợp lại thành ống gan trái và ống gan phải. Hai ống gan này sẽ hợp lại thành ống gan chung cùng với ống túi mật để tạo thành ống mật chủ, và ống mật chủ nó đổ vào D2 tá tràng để mật nó được đưa xuống ống từ đường tiêu hóa. Như vậy ở bất ứ mật là gì? Tổn thương ứ mật là xảy ra ở bất kỳ vị trí nào, cho dù ứ ở cái ngưỡng thấp nhất là tiểu quản mật, ví dụ như là ở tiểu quản mật mật không được vận chuyển đến những cái ống mật nhỏ, hay là do những cái nguyên nhân gì đó nó làm cho ứ mật ở những cái đường mật nhỏ trong gan, hay là ứ những cái đường mật lớn hơn như ống gan trái, ống gan phải, hay là ống gan chung hay ống mật chủ, bất kỳ chỗ nào. Sorry mấy anh chị. Thì có thể dẫn đến một cái tổn thương, đó là tổn thương ứ mật. Ứ mật có thể là tắc hoặc là không do tắc nha. Ví dụ khi mình dùng chữ obstruction là tắc á, có nghĩa là phải có một cái gì nó gây tắc cơ học, thường là do sỏi, do vuông, do u vân vân. Còn trường hợp không do tắc, do nó rối loạn vận động, nó rối loạn quá trình vận chuyển của mật thôi. Như vậy tại sao cái men fosfatidylkiềm được xem là một cái men đặc trưng cho ứ mật, mà một số thầy cô nôm na gọi là một cái men của mật, là cái men của mật? Cái fosfatidylkiềm này nó được tổng hợp bởi tế bào gan và những cái tế bào nhỏ lót ống mật nhỏ trong gan. Khi có hiện tượng ứ mật, khi có hiện tượng ứ mật thì vùng nào ứ mật thì vùng đó nó sẽ kích thích tế bào gan kế cận để tăng sản xuất fosfatidylkiềm, là do khi ứ mật nó làm tăng cái axit mật và nó sẽ kích thích những tế bào gan kế cận để tăng sản xuất fosfatidylkiềm. Như vậy cái tăng fosfatidylkiềm trong ứ mật là do tăng sản xuất. Trong những trường hợp ứ mật thì fosfatidylkiềm thông thường nó sẽ tăng hơn 3 đến 4 lần cái giá trị bình thường. Đây là một xét nghiệm được xem là nhạy và chuyên biệt nhất trong ứ mật.
Tuy nhiên không phải là vừa ứ mật là nó tăng phosphate tiết kiệm đâu, nó phải có thời gian, nó có thời gian để nó kích thích cái tế bào gan kế cận ở vùng ứ để tăng sản xuất phosphate tiết kiệm. Đây mấy anh chị, ví dụ ha, ví dụ như đây là mình có những cái đường mật nhỏ trong gan này, thì ví dụ như nó có một cái nguyên nhân gì đó nó làm tắc một cái nhánh đường mật nhỏ trong gan đi, thì những trường hợp này nó sẽ dẫn đến một cái tổn thương gọi là tổn thương ứ mật và nó sẽ gây tăng phosphate tiết kiệm đó. Như vậy trường hợp mà tắc những đường mật nhỏ trong gan, hay là tắc ống mật chủ, hay ống gan chung, hay là ống gan trái, ống gan phải, tức là những đường mật ngoài gan á, thì phosphate tiết kiệm này nó tăng giống như nhau. Chứ không phải là cái chuyện nào mà tắc nhiều hơn thì phosphate tiết kiệm tăng nhiều hơn đâu. Người ta không thể dựa vào cái ngưỡng tăng phosphate tiết kiệm để người ta có thể nghĩ rằng cái tắc mật này là ở cái ứ mật này là trong hay ngoài gan. Nha, mình không phân biệt được đâu, chỉ biết là có ứ thì là có tăng thôi, còn ứ ở trong hay ở ngoài thì mình không phân biệt được. Trong trường hợp cái hội chứng tổn thương tế bào gan á, tức là khi tế bào gan bị tổn thương nè, tế bào gan bị tăng màng, tế bào gan bị tăng tính thấm hoặc tế bào gan bị vỡ ra, thì phosphate tiết kiệm nó có tăng không? Nó vẫn tăng, nhưng nó tăng không nhiều. Và cơ chế nó tăng là do cái tế bào gan này nó sản xuất phosphate tiết kiệm, do đó nó đã có sẵn một lượng phosphate tiết kiệm trong tế bào gan rồi. Và khi tế bào gan bị vỡ ra hoặc tăng tính thấm á, thì phosphate tiết kiệm được phóng thích vào máu, và lúc đó phosphate tiết kiệm nó cũng tăng, nhưng nó tăng không nhiều, vì nó đâu phải tăng do sản xuất đâu, nó tăng do nó có sẵn trong tế bào gan vỡ ra thôi. Và lúc đó nó sẽ tăng, nhưng nó tăng dưới 3 lần bình thường. Và ngoài ra cái phosphate tiết kiệm này nó có thể gặp trong một số cơ quan, một số bệnh lý khác, không phải bệnh lý của gan và mật. Ví dụ trong những bệnh lý về xương, về ruột, trên phụ nữ có thai hoặc bệnh lý về thận, thì phosphate tiết kiệm nó cũng tăng. Như vậy làm sao tôi phân biệt cái phosphate tiết kiệm này á, là tăng do gan mật hay là nó tăng là do những cái bệnh lý ngoài gan? Thì mình chỉ phải nhìn xuống cái GGT. Cái GGT này nếu nó tăng á, cùng với phosphate tiết kiệm á, thì mình biết phosphate tiết kiệm đó là do gan mật. Còn nếu mình chỉ thấy phosphate tiết kiệm nó tăng mà GGT không tăng thì đó là nguyên nhân của ngoài gan. Đó. Ví dụ ung thư tiền liệt tuyến, di căn xương là phosphate tiết kiệm nó vẫn tăng. Nhưng mà GGT nó có tăng không? Không. Nhá. Một cái nữa tôi muốn nói với anh chị đó là cái thời gian bán hủy. Thời gian bán hủy của nó là 7 ngày. Như vậy á, có phải mỗi ngày mình mỗi theo dõi không? Không. 7 ngày. Nếu phosphate tiết kiệm nó không tăng nữa thì nó mới giảm được nữa. Đúng không? Như vậy cái thời gian bán hủy nó cũng phải nhớ. Nó cả tuần nó mới giảm được nữa, chứ không phải ngày hôm nay làm rồi ngày hôm sau làm tiếp rồi ngày hôm sau làm tiếp nữa, vô ích, vừa phí tiền cho bệnh nhân nữa, nó đâu có giảm xuống kịp đâu. Thành ra cái phosphate tiết kiệm nhớ cái thời gian bán hủy nó dài. Cái men kế tiếp là GGT, viết tắt của gamma glutamine transpeptidase. Cái men này á, nó tăng trong rất nhiều bệnh, cả bệnh gan lẫn bệnh không phải gan nó cũng tăng. Ví dụ nó có thể tăng trong cả hội chứng ứ mật, hoại tử và các bệnh khác như suy thận, như nhồi máu cơ tim, bệnh lý ở tụy, bệnh lý đái tháo đường vân vân. Do đó đối với bệnh lý gan thì cái men này rất là nhạy. Mấy anh chị đôi khi làm xét nghiệm ra thấy mỗi cái GGT tăng thôi, ngoài ra không thấy cái gì tăng nữa hết á, rồi không biết nó là cái gì ha. Chính vì vậy nó rất là ít chuyên trong bệnh gan mật. Đôi khi mình thử hết cái men gan mình thấy mỗi cái GGT tăng thôi. Và rất là nhiều bệnh nhân đi khám ở những cái đi khám tổng quát thấy mỗi cái GGT tăng thôi là được gửi đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật và làm rất là nhiều xét nghiệm và tìm hoài không biết là cái gì, là điều trị tùm lum thứ thuốc trên đời, thuốc gì của gan có trên đời là cho hết mà GGT đâu chẳng thèm xuống. Mấy anh chị nhớ nguyên tắc điều trị bệnh là gì? Phải tìm cho được nguyên nhân. Còn điều trị mà điều trị mò cái nhắm có bao nhiêu thuốc đánh vô hả thì hết xuôi, nó xuống rồi nó cũng lên lại à. Thậm chí nó không thèm xuống mà nó còn tăng nhiều hơn nữa đó. Thành ra một mình cái GGT tăng là mình phải tìm coi có nguyên nhân nào khác hay không. Như vậy GGT đầu tiên nó có cái ý nghĩa là nó xác nhận cái phosphate tiết kiệm này là của gan mật. K
Cái thứ hai của GGT đó là một cái xét nghiệm nhạy cảm để phát hiện bệnh gan rượu. Ha, mấy chị về nhà uống thử đi. Tối nay thử uống rượu hoặc uống cỡ một chục, 5 lon bia, 7 lon bia đi. Ngày mai đi thử, thằng men gan chưa tăng, nếu mà chưa có tổn thương tế bào gan. Nhưng GGT nó đã tăng rồi. GGT nó tăng. Ha, nó tăng. Nó tăng vì nó rất là nhạy cảm, nó liên quan đến một cái cofactor để tổng hợp ra. Cái rượu là liên quan một cái cofactor để tạo nên cái GGT tăng đó. Có nghĩa là đôi khi á, mấy anh chị thấy cái GGT nó tăng, hỏi bệnh nhân ngày hôm qua có uống rượu không, vì thấy men gan bình thường, trước đó bình thường, thì có thể là trước đó ngày hôm qua bệnh nhân có thể uống rượu, thậm chí uống trước đó cả 2 tuần nó vẫn còn tăng. Vì cái thời gian bán hủy của GGT nó gần cả tháng, 26 ngày. Thành ra đôi khi bệnh nhân hỏi có uống rượu không, nói không bác sĩ ơi, là phải hỏi tiếp không uống bao lâu rồi. Chứ không phải không uống là từ xưa đến nay không uống, có đâu. Khi mấy anh chị hỏi bệnh nhân có uống rượu không, người ta hiểu là tại thời điểm đó có uống hay không thôi. Thậm chí đang khám bệnh buổi chiều buổi sáng không uống cũng nói là không. Nhưng mà trước đó mấy ngày trước vẫn uống, thậm chí cả tháng đó uống GGT nó tăng, thì tới lúc mình khám nó vẫn còn tăng, đúng không? Thành ra cái thời gian bán hủy phải nhớ, không phải tiết nhiệm mỗi ngày, ngày nào đi thử GGT để làm gì. Cứ ngày nào cũng thử nguyên bộ xét nghiệm gan, vừa GGT vừa phốt tạc kiềm, ngày nào cũng thử để làm cái gì? Thì thời gian bán hủy nó quá dài, à, mình đâu có theo dõi mỗi ngày làm gì. Thậm chí nó ổn rồi nó cũng giảm rất là chậm, mình phải nhớ nha. Rồi, như vậy tổn thương ứ mật là gì? Tổn thương ứ mật mình nhớ hai cái men điển hình là phốt tạc kiềm và GGT. GGT nó chỉ có một cái nhiệm vụ trong tổn thương ứ mật là nó xác nhận cái phốt tạc kiềm này là của gan mật thôi. Và nhớ cái GGT nó còn có một cái ý nghĩa liên quan đến gan gì? Liên quan đến vấn đề uống rượu bia. À, nhớ hỏi chữ bia nữa nghe. Hỏi có uống rượu không? Không, nhưng mà uống bia một ngày mấy chục lon. Quên mất tiêu đâu, hỏi một cái rượu bệnh nhân mình nó sao? Ngây thơ vô cùng. Hỏi gì trả lời cái đó à? Thành ra khi hỏi phải cẩn thận. Một bệnh nhân đến với mình mà thấy GGT cả ngàn. Hả? GGT tăng cả ngàn mà phốt pha ta kiềm nó không có tăng trên 3 lần, như vậy nó không có nằm trong cái hội chứng ứ mật, mà qua trường GGT nó tăng ảnh của rượu nha. Khi hai này tăng thì xem phốt pha ta kiềm có tăng hơn 3 lần không, nếu có thì khả năng đó là hội chứng ứ mật, và ứ mật có thể là ngoại khoa và nội khoa. Ngoại khoa, cái gì khi một bác sĩ nội khoa nói chung á, mà ngay cả mấy anh chị là một bác sĩ về y học gia đình, mấy anh chị nhớ đối với một số hội chứng về lâm sàng và cận lâm sàng, nếu nó có ngoại và nội thì luôn luôn nghĩ tới ngoại khoa trước. Vì sao? Vì ngoại khoa mình không can thiệp thì có thể dẫn đến gì? Tử vong. Thành ra đừng. Còn nếu mà là nội khoa, sau khi loại trừ ngoại khoa rồi, tới nội khoa thì phải loại trừ những cái bệnh nội khoa mà có thể dẫn đến gì? Tử vong. Sợ nhất là ba cái nhồi máu cơ tim, rối loạn điện giải. Chứ đừng bao giờ đến với mình, cái đầu tiên luôn luôn nghĩ nhẹ nhất. Ha, mình nghĩ cái gì trầm trọng nhất mình loại trừ nó đi. Rồi sau đó mình hãy nghĩ đến cái bệnh lý thường gặp nhất. Ví dụ như bệnh nhân đến mình vì đau thượng vị đi. Ai cũng biết đó là cái dạ dày hết, đúng không? Nhưng mà đau thượng vị thiếu gì bệnh? Trời ơi, một đống bệnh. Đau thượng vị có thể là ngoại khoa là gì? Là thủng tặng rỗng. Đúng không? Là gì? Là sỏi ống mật chủ. Hay là viêm túi mật cấp trong bệnh ngoại khoa, nội khoa. Rồi còn gì? Phình động mạch chủ bụng. Về nội khoa sợ nhất là nhồi máu cơ tim thành dưới. Chứ ai mà vô cứ đau thượng vị thành một cái thói quen luôn, cứ bệnh nhân nào vô đau thượng vị cũng viêm dạ dày hết, sẽ có ngày sẽ chết. Thành ra mình phải tập một cái thói quen luôn luôn cảnh giác cho tất cả các bệnh lý, đặc biệt là tiếp cận bằng triệu chứng, chứ không phải là tiếp cận theo cái kiểu là bằng bệnh lý ha. Thì đây cũng vậy, khi mình thấy là cái hội chứng ứ mật thì mình đầu tiên mình phải nghĩ đến coi chừng có bệnh lý ngoại khoa hay không. Ngoại khoa ở đây á, nó có thể gây tắc mật, ha, thường là tắc ở ngoài gan, có thể là hoàn toàn hoặc là bán phần, hoặc là có những cái ổ khu trú ở trong gan nó gây tắc những cái ống mật ở trong gan thôi, khu trú. Về nội khoa á, thì những bệnh lý về đường mật từ miệng thì cái này nó sâu, không phải nhiệm vụ của mình, nhưng mình biết có một cái nhóm bệnh lý đường mật từ miệng nó gây tổn thương ứ mật. Thuốc có thể gây rối loạn vận chuyển mật ở ngưỡng tiểu quản mật, có nghĩa là nó làm rối loạn quá trình vận chuyển mật ở cái đường ở tiểu quản mật, là cái đơn vị gì? Đơn vị
nhỏ nhất của hệ thống đường mật. Mật nó không vận chuyển được, nó ứ lại, nó sẽ kích thích tế bào gan tăng sản xuất phốt pho tạc. Và những cái viêm gan thể ứ mật do virus, do rượu thì nó hiếm lắm ha, nó hiếm gặp dưới 5%. Một cái đặc điểm chung của cái tổn thương ứ mật là gì? Nhắc lại mấy chị một lần nữa là phốt pho tạc tăng trên 3 lần. Và đương nhiên GGT nó phải tăng để nó xác nhận phốt pho tạc đó là của gan mật. Bilirubin và men gan không phải là xét nghiệm chuyên biệt của nó. Bilirubin có thể nó tăng, nó cũng chẳng thèm tăng. Men gan có thể nó tăng mà nó cũng chẳng thèm tăng. Đó là lý do tại sao mà mình không có dùng bilirubin để mình xem đây là một cái xét nghiệm chuyên biệt của ứ mật. Từ xưa đến giờ mấy chị học ở Đại học Y Dược hoặc học bất cứ trường nào cũng vậy, hồi xưa tôi học cũng vậy. Tôi luôn luôn cứ nói tới ứ mật là tôi nghĩ tới bilirubin là hoàn toàn sai. Ứ mật mà nghĩ tới bilirubin là hoàn toàn sai, vì có những trường hợp ứ mật bilirubin nó không có tăng khá là nhiều. Và có những trường hợp bilirubin nó tăng mà chẳng phải hội chứng ứ mật. Nha. Đây là một cái trích dẫn của một cái cuốn sách gọi là gối nằm đầu giường đó, của cái dân gan mật. Tôi chỉ nói qua cho mấy chị nắm thôi. Đó là gì? Với những cái trường hợp tắc đường mật, ở đây nó là obstruction là tắc, hoặc tính phốt pho tạc kiềm sẽ chẳng, hầu như chẳng bao giờ bình thường. Có nghĩa là bất thường hay bình thường? Hầu như chẳng bao giờ bình thường có nghĩa là gì? Là bất thường. Và nó tăng ít nhất 3 lần giới hạn trên bình thường trong 90% trường hợp như vậy. Sự tăng phốt pho tạc kiềm thường là một xét nghiệm chức năng gan bất thường duy nhất ở bệnh nhân tắc mật bản phân. Bây giờ tôi giải thích nè. Tại sao nó có cái dấu ngoặc đơn ở đây, liver function mà nó ngoặc đơn? Vì mấy anh chị biết á, hồi xưa tất cả những cái xét nghiệm về gan á, nó đều gọi là liver function test hết. Nó gọi là xét nghiệm chức năng gan. Nhưng sau này á, người ta thấy những cái xét nghiệm này nó không có đánh giá chức năng gan gì hết á. Nó sẽ xét làm cái xét nghiệm về sinh hóa thôi. Còn chức năng gan chỉ có một số xét nghiệm, ví dụ như albumin, ví dụ như prothrombin tie in air, nên nó để trong cái ngoặc đơn á, ha, để cho mình khỏi nhầm lẫn. Và xét nghiệm bất thường duy nhất nghĩa là sao? Bất thường duy nhất là khi mấy chị làm xét nghiệm ra chỉ duy nhất thằng phốt pho tạc kiềm tăng thôi. Đương nhiên là GGT nó tăng vì nó là thuộc gan mà. Nhưng men gan bình thường, bilirubin bình thường, chức năng gan bình thường thì nó gọi là xét nghiệm bất thường duy nhất. Như vậy nếu mà tôi không làm phốt pho tạc kiềm á thì tôi chỉ thấy có mỗi thằng GGT nó tăng thôi. Có đúng không? Nếu tôi làm phốt pho tạc kiềm cộng với GGT thì tôi thấy phốt pho tạc kiềm nó tăng trên 3 lần thì tôi nói là hội chứng gì? Hội chứng ứ mật. Còn nếu tôi không làm thì thôi, tôi không biết bệnh gì hết. May mắn cho mình là cái nhóm bệnh lý về ứ mật nó ít gặp. Cái nhóm bệnh lý về ứ mật khá là ít gặp ha, và thường nó đi về cái hướng ngoại khoa nhiều hơn nội khoa. Những cái bệnh lý nội khoa này mình ít gặp, trừ cái thằng thuốc thôi. Nhưng mà thằng thuốc thường thường nó kèm theo cái men gan tăng nên mình dễ nhìn ra. Chứ còn nếu cái tổn thương này mà nó gặp nhiều ha, là mình bỏ sót khá là nhiều. Vì hầu như mình chẳng bao giờ mình quan tâm tới thằng phốt pho tạc kiềm để làm cái gì hết trơn. Chẳng bao giờ mình đọc tới kết quả, thậm chí nó tăng mình cũng chẳng biết tại sao nó tăng. Có đúng không? Rồi, như vậy tắc bán phần là do hoặc là ung thư đường mật, ung thư tụy, hoặc là do viêm đường mật sơ hóa, hoặc là tắc do những cái u, hoặc là những cái cấu tắc do những cái bệnh lý thâm nhiễm nó làm tắc những cái ống trong gan và nhiều ổ. Ví dụ như HCC là ung thư tế bào gan, ung thư di căn gan, sarcoidosis, amyloidosis hoặc áp xe. Thì những trường hợp này nó không có tắc hết tất cả đường mật trong gan đâu. Nó có những cái ổ nhỏ, và những cái ổ này nó sẽ tắc từng vùng trong gan. Và khi tắc như vậy, mấy anh chị nghĩ trong đầu đi, men gan có tăng không? Nó có làm gì đâu tổn thương tế bào gan mà men gan tăng. Nó có làm bilirubin tăng không? Không. Bilirubin nó chỉ tăng khi nào? Khi nào nó tắc hoàn toàn thôi, tí mình sẽ qua cái phần bilirubin. Như vậy nó chỉ có tăng duy nhất cái thằng phốt pho tạc kiềm và GGT thôi. Và người ta ghi nhận rằng cái phốt pho tạc kiềm này á, nó có độ nhạy là 90% để phát hiện ung thư di căn. 90% phát hiện ung thư di căn. Tôi đã gặp một ca, mấy anh chị, hồi xưa tôi mới ra trường á, hồi tôi còn làm ở bệnh viện Nhân dân Gia đình á, một bệnh nhân đến với mình, tôi thử ra tôi chẳng biết phốt pho tạc kiềm là cái gì hết trơn á. Tôi thử ra, tôi thấy, tôi làm hết nguyên bộ gan, tôi thấy phốt pho tạc kiềm nó tăng, GGT nó tăng. Tôi thấy men gan bình thường thì ok, tôi siêu âm bình thường, tôi làm hết bình thường, tôi cho bệnh nhân ra viện. 2 tháng sau họ quay lại, họ kiện mình. Họ đưa cho tôi cái kết quả CT scan, lúc đó CT scan chỉ làm được ở cái phòng khám Columbia.
của nhân gia đình. Lúc đó nhân gia đình chưa có máy CT scan mấy chị, thời đó lâu lắm rồi, cách đây là hai, tôi ra trường 22 năm mà thời đó chắc là cũng cách đây hơn 20 năm rồi. Thì lúc đó rồi được kết quả ra ung thư, ra khối u ha, và họ kiện mình là họ đã đến mình cách đây 1-2 tháng sao mình không phát hiện. Mấy chị nhớ, u nhỏ thì siêu âm khỏi thấy, nhưng nó có một cái dấu mà mình không để ý, đó là phổi pha ta kiềm tăng, mà lúc đó mình có biết cái đó là cái gì đâu ha. Thành ra mấy chị nói, nó nói là đó là một cái độ nhạy, là một cái xét nghiệm mà có độ nhạy khá là tốt để phát hiện ung thư di căn gan. Thành ra mình phải để ý. Rồi, những cái trường hợp mà tắc mật bán phần hay tắc khu trú thì sao? Tôi đã nói rồi, nếu trường hợp tắc mật bán phần hoặc tắc khu trú, chắc chắn bilirubin nó không tăng. Bilirubin nó chỉ tăng khi nào mà tắc hoàn toàn thôi. Ví dụ như tắc gì? Ống mật chủ, tắc ống gan trung thôi. Do đó bilirubin nó sẽ không tăng. Mà không tăng thì không vàng da, nó không gây tổn thương tế bào gan thì men gan nó không tăng. Nó không gây tổn thương chức năng gan thì chức năng gan không tăng. Albumin không giảm, INE không tăng. Do đó, nhưng mà nó có cái ứ mật, và cái ứ mật này á, theo thời gian nó không phải xuất hiện liền đâu, nó sẽ làm tăng sản xuất phổi ta kiềm. Và đây là một cái xét nghiệm bất thường duy nhất. Đây là một cái ví dụ cho thấy rằng, mấy anh chị thấy cục sỏi không? Cục sỏi này nó tắc ở đâu? Nó tắc một cái ống nhỏ, một cái nhánh đường mật ở trong gan nè. Đây là cái vùng gan của mình nè, đây là một cái đường mật trong gan. Khi mà cái sỏi nhỏ này nó tắc như vậy á, thì nó gây ứ mật khu trú cái vùng này thôi. Nó gây ứ mật cái vùng đường mật mà đổ ra đó thôi. Và như vậy thì nó sẽ làm gì? Ứ mật khu trú nè, nó sẽ làm bilirubin không tăng. Tại sao bilirubin không tăng? Bởi vì người ta giải thích là nó có rất là nhiều đường mật khác để nó giải phóng, nó phóng thích bilirubin ra khỏi máu. Bilirubin nó hay lắm, giống như mấy anh chị vậy, đơn giản vậy thôi. Mấy anh chị từ nhà đến trường đi, mấy anh chị có tất cả là 3 con đường để đi. Trong đó có một cái con đường chính, một con đường cuối cùng là con đường chính để tới trường. Thì khi mấy anh chị chỉ không đến trường được, khi nó tắt cái con đường cuối cùng là con đường chính thôi, nó nghẹt xe cứng ngắc, không còn đường nào để lách thì mấy anh chị không đến được thôi. Chứ còn ba có con đường nhỏ mà nó đổ về con đường chính, chỉ cần một con đường nó tắt thì tất cả đổ xô qua những con đường khác, có đúng không? Bilirubin nó cũng vậy đó, nó tắt một nhánh này thì nó đổ qua những nhánh khác, nó đi về con đường chính là gì mấy anh chị? Con đường chính của nó là gì? Là ống mật chủ hoặc là ống gan trung. Đó là những cái con đường cuối cùng mà con đường chính. Thành ra chỉ khi nó tắt hoàn toàn ống gan trung, ống mật chủ thì mới có vàng da thôi. Do đó những trường hợp này nó không có vàng da ha. Và tuy nhiên phốt pha ta kiềm nó sẽ tăng là do nó tắt mật ở một cái ngưỡng nào đó. Cục sỏi là dùng chữ obstruction là tắt, chứ tắc nó gây ứ mật ha. Bây giờ một cái tình huống mấy chị gặp khá là nhiều, đó là tắc ống mật chủ do sỏi ha. Mình gặp hoài tắc ống mật chủ do sỏi. Lâm sàng của tắc ống mật chủ do sỏi mấy chị thường gặp là cái gì? Bệnh nhân hay đến vì cái gì? Đau. Đa số gần như 100% bệnh nhân đến là đau. Đau ở vùng thượng vị hoặc là hạ sườn phải. Mấy chị nhớ đối với bệnh lý gan á, cái gì mà nó có đau á, sợ nhất là gì? Là nó tắc do sỏi, do ống, do sỏi, do vuông, do gì đó. Thứ hai nó chỉ đau trong trường hợp áp xe. Thứ ba nó chỉ đau trong trường hợp một khối u mà nó to thôi, hoặc là nó do những cái trường hợp. Còn trong tất cả bệnh lý viêm gan cấp, viêm gan mãn chẳng bao giờ nó đau. Nó chỉ cảm giác tức, tức khi hỏi tới, hỏi thật kỹ bệnh nhân thai, tôi cảm giác tức ở hạ sườn phải là do cái gì? Cái gan nó to ra làm căng cái bao gan. Chứ không bao giờ bệnh nhân đến khám với mình vì một cái đau thật sự. Bệnh nhân đến khám với mình vì một cái đau thật sự, thử ra mà men gan nó tăng á, thì cũng phải nghĩ tăng đó là trong một bệnh cảnh gì đó của cái đau, có thể là do tắc ống mật chủ hoặc là trong cái bệnh cảnh đi kèm trên một người đã có men gan tăng rồi. Chứ đừng bao giờ vô đau bụng mà xét nghiệm men gan thấy nó tăng, chẩn đoán viêm gan cấp không là chết. Nhớ, viêm gan cấp, viêm gan mãn không bao giờ đau, đến vì đau bụng hết. Đến vì đau thật sự ha, thượng vị nha, mà liên quan đến gan mật sợ nhất là gì? Sỏi ở mật chủ. Và đôi khi không phải sỏi ở mật chủ mà chỉ cần sỏi túi mật nó rớt xuống nó gây gì? Viêm tụy cấp nha, hoặc là gây viêm túi mật cấp thì nó cũng phải đau thượng vị hoặc đau hạ sườn phải hoặc thượng vị. Cái đặc điểm đó lúc đó tôi sẽ làm xét nghiệm, anh chị sẽ thấy men nó tăng ghê lắm. AST, AST nó có thể tăng đến 100, 200, 300 đơn vị, nhưng mà thường nó dưới 500 đơn vị. Trong trường hợp cục sỏi đang rớt xuống ở ống mật chủ, nó sẽ làm cái băng men gan.
nhưng hiếm khi nó vượt trên 1000. Nhưng mà nếu mình chỉ cho bệnh nhân giảm đau, bệnh nhân truyền dịch giảm đau, cục sỏi nằm yên, khi nó rơi xuống ngay cái chỗ bấm móng tay nó nằm yên, nó không còn di chuyển nữa, thì men nó sẽ xuống rất nhanh. Ha, đó là đặc điểm thứ nhất. Thứ hai tôi hỏi mấy anh chị nè, có phải cục sỏi nó rớt xuống là nó gây tắc rồi nó ứ, ứ là phốt pha ta kịp phải tăng liền không? Không có. Cục sỏi nó rớt xuống nằm đó ha, rồi nó phải gây tắc, rồi nó phải giãn. Đầu tiên tắc thì nó phải gì? Đường mật nó phải giãn ra cái đã. Nó giãn ra xong rồi nó giãn tới cái mức là nó bắt đầu nó ứ ngược trở lên đúng không? Rồi nó bắt đầu từ từ nó mới kích thích tế bào gan tăng sản xuất phốt pha ta kịp. Như vậy cái tăng sản xuất phốt pha ta kịp nó sẽ xuất hiện sau men gan. Như vậy khó chẩn đoán không? Vô phốt pha kịp nói cô nói ứ mật thì nó tăng, mà ứ mật đâu có ứ liền. Nó có thời gian mà, thành ra vô tăng đầu tiên là men gan trên một bệnh nhân đau bụng cấp. Bilirubin có tăng không? Không. Bilirubin nó chỉ tăng khi nào? Khi nó tắc hoàn toàn ống mật chủ thôi. Khi nó tắc hoàn toàn ống mật chủ, mấy chị nhớ tam chứng sạch cô là gì? Đau, sốt mới vàng, gần 48 tiếng sau nó tắc hoàn toàn nó mới vàng. Ngồi chờ vàng da là lúc đó nó vô sốc mất tiêu rồi, nó không tăng bilirubin. Chức năng gan đương nhiên bình thường rồi. Như vậy một bệnh nhân vô đau bụng cấp tự nhiên thấy men gan tăng lên 200-300, trước đó hoàn toàn bình thường. Mấy anh chị dễ siêu âm thấy gì? Siêu âm nhiều khi không thấy gì hết. Lý do là gì? Cục sỏi nó rớt xuống nó nhỏ quá. Ngay cái bóng van te siêu âm không thấy được. Vì lúc đúng không? Cái vùng đó là cái vùng chứa hơi nữa. Thứ hai nữa là gì? Sỏi nó chưa tắc thì đường mật chưa giãn. Mà đường mật chưa giãn thì siêu âm sao thấy đường mật giãn? Mà mấy chị có thể thấy được cái gì? Thấy được giỏi lắm là thấy được sỏi túi mật. À, tôi thấy một bệnh nhân vô đau thường vị, men gan nó tăng mà thấy có sỏi túi mật thì thành phản xạ liền, khả năng đó là tắc ống mật chủ hoặc nó vô mình cảnh gì? Tắc gây viêm tụy cấp. Nha, chứ đừng có chờ vàng da. Đừng có chờ phải tăng bilirubin, đừng có chờ phải tăng phốt pha kiềm. Thành ra tôi đưa ra một cái đây là người ta đây là những cái trường hợp gì? Trường hợp tắc ống mật chủ do sỏi điển hình luôn đó. Mà mình đôi khi mình không có để ý nhé. Thành ra siêu âm đôi khi bình thường. Siêu âm bình thường là làm phương pháp nào để tôi có thể thấy cục sỏi nằm ở đó mấy anh chị? Làm gì? Mấy anh chị có thể làm CT scan. CT scan thì nó có thể thấy được cục sỏi ở ống mật chủ, cục sỏi nhỏ ha. Ha? Còn sâu còn hơn nữa thì mình có cái MRI đường mật. Và hơn nữa thì mình có cái ERCP. Như ERCP là chụp đường mật tụy ngược dòng á, thì thường thường bây giờ người ta không dùng để chẩn đoán, mà người ta chỉ dùng trong vấn đề can thiệp lấy sỏi thôi. Như vậy đối với ứ mật, đặc điểm là men phốt pha ta kiềm tăng, GGT tăng. Thành ra tiếp cận đầu tiên của ứ mật vẫn phải là siêu âm bụng, hoặc cần thiết làm CT scan để loại trừ gì, nguyên nhân gì? Ngoại khoa trước, vì thường là nguyên nhân ngoại khoa. Sau đó nếu là sỏi mật thì tôi giải quyết sỏi mật. Nếu là những cái sang thương khu trú nó gây tắc, những cái nhánh nhỏ thì tôi làm tiếp, có thể là CT, MRI sinh thiết vân vân. Cái này là bác sĩ chuyên khoa lúc đó mình gửi đi ha. Hoặc là bất thường đường mật. Còn nếu nó bình thường thì coi chừng nhóm bệnh lý nội khoa. Nhóm bệnh lý nội khoa về ứ mật cực kỳ khó. Thì trong đó mình phải loại trừ tất cả những cái bệnh lý liên quan đến tự miễn. Lúc này là nhiệm vụ của mình hết rồi, mình gửi cho bác sĩ chuyên khoa gan mật. Và nếu nó là thuốc thì có thể là mình can thiệp được nha. Mấy chị nhớ thuốc có thể gây cái hội chứng này, vì nó gây rối loạn vận chuyển mật ở ngưỡng gì? Tiểu quản mật ha. Và mấy chị thấy cái phương pháp cuối cùng nó vẫn làm MRCP hoặc ERCP ha. Tức là những cái phương tiện mới gọi là để mà thám sát cái đường mật, hệ thống đường mật của mình á. Và cuối cùng nếu không làm được gì nữa hết, tìm không ra thì mình sinh thiết. Nhưng mà sinh thiết thật sự nó là quá sâu rồi, và một số bệnh viện lớn mình mới làm được. Vậy nhiệm vụ của mình nó nằm ở đây nè, nằm ở cái vùng này nè ha. Mình qua một cái khá là quen thuộc, đó là tổn thương tế bào gan ha. Tổn thương tế bào gan hay hoại tử tế bào gan cũng vậy thôi, những cái từ tổn thương nó chính xác hơn. Với hai cái men mà mình gã khá là thường gặp, tôi bảo đảm ở đây chắc chắn mấy chị nếu có ngồi phòng khám. Và AST, ALT nó có một cái tên chung gọi là aminotransferase. Khi nói đến aminotransferase có nghĩa là mình nói đến ALT và AST. Bây giờ AST, ALT nó có trong tế bào gan, nó tăng khi gan bị hoại tử hoặc tế bào gan, màng tế bào gan bị tổn thương, nó tăng tính thấm của màng tế bào gan. Đây là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán tổn thương tế bào gan. AST nó có không phải chỉ ở trong gan. AST nó có ở trong cơ tim, cơ vân, não, phổi, tụy, thận lẫn hồng cầu. Do đó có vẻ như AST nó không có chuyên
cho gan, đúng không? Trong khi ALT chủ yếu nó ở trong gan. Tuy nhiên, không vì lý do này tôi chỉ làm xét nghiệm mỗi cái ALT, còn tôi không làm AST. Lý do là AST nó không có chuyên, là không có đúng. Tôi phải làm cả hai để tôi biện luận. Cái AST và ALT, cái ngưỡng bình thường trong máu của mình á, nó không phải người nào cũng giống người nào đâu. Nó tùy thuộc vào ba yếu tố chính. Thứ nhất là tuổi. Bây giờ tôi hỏi mấy anh chị nè, càng lớn tuổi thì hai cái thằng này nó càng tăng hay càng giảm? Thế giờ biết ngay, tăng là sai bét. Càng lớn là càng gì? Giảm. Thành ra một người mà 60-70 tuổi cà tông cà teo rồi mà men gan mà cỡ 30-40 là tăng rồi nha. 50-60 tuổi trở lên là càng về sau là men gan có khuynh hướng giảm. Mấy chị biết men gan của tôi bao nhiêu không? ALT, AST của tôi có 8-9 nè. Rồi, thứ hai nó tùy thuộc vào BMI. Người càng mập thì cái ngưỡng ALT, AST bình thường càng cao hay càng thấp? Giờ không dám trả lời nữa. Đúng rồi, càng cao. Cái chị đó chắc chắn ALT, AST, mặc dù chị không có bệnh gì về gan mà chị thử ra chắc chắn chị cao hơn tôi nha. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là giới, nam với nữ người nào cao hơn? Nam ha. Như vậy đó, tùy thuộc vào ba cái nhớ nha. Một người mập ú ú ú luôn ha, 80-90 kg thì men ta 40-50 là coi như là bình thường á ha. Còn một người mà gầy tông gầy teo vô tới mình có 40-50 kg mà men mà nữ á, mà cỡ 30 là thấy cao lắm rồi, phải để ý. Thứ hai tôi nhắc mấy anh chị là cái thời gian bán hủy hầu như là mình ít để ý. Cái thời gian bán hủy của AST nó có 17 giờ thôi, trong khi ALT là 47 giờ. Như vậy một ngày nếu mà gan mình nó ổn thì AST nó phải giảm hơn 50%, có đúng không? Vì thời gian bán hủy nó có 17 giờ thôi, trong một ngày chắc chắn nó giảm hơn 50%. Trong khi thằng ALT nó mất bao lâu? 2 ngày nó mới giảm một nửa. Như vậy men gan mà tôi theo dõi mỗi một ngày 2 ngày là có hợp lý không? Hợp lý. Vì men gan nó giảm thay đổi mỗi ngày mà. Thành ra buổi sáng em làm men gan, buổi chiều em làm lại, nó vẫn thay đổi là đúng. Đừng có đổ thừa tại xét nghiệm nó làm sai. Ví dụ sáng tôi đã gặp rất là nhiều đồng nghiệp, sáng mấy em làm men gan chỗ này, chiều mấy anh làm chỗ khác, hai cái số khác nhau. Nói là người ta làm sai đâu có. Sáng chiều tranh nhau, nhiều lúc nó gần cả 8-9 tiếng, mười mấy tiếng rồi nó có thể giảm, có đúng không? Thành ra mình để ý cái thời gian bán hủy. Bây giờ cái giới hạn bình thường, cái giới hạn bình thường á, nam dưới 30, giới hạn cao nhất của nam là 30 đơn vị trên lít và nữ là 19 đơn vị trên lít. Nếu mình so cái số này, so với cái số bình thường mà ở các đơn cơ sở của mình làm việc, mình thấy cái số này nó thấp. Trước đây mình cho dưới 40-50, ôi thì nó là bình thường, 40-50 là bình thường, không có đâu. Mấy anh chị biết hai cái số này ở đâu ra? Hai con số này nó dựa vào một cái nghiên cứu năm 2002 trên 9.221 người cho máu, người tình nguyện cho máu lần đầu. Sau đó họ loại trừ tất cả những cái trường hợp mà có nguy cơ về gan, còn lại những nhóm có nguy cơ thấp thôi. Có nghĩa là những người này họ phải loại trừ không bị nhiễm virus viêm gan, có BMI thấp, vì BMI cao á, thì liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ, có cholesterol, triglyceride máu và gluco bình thường, vì cái nhóm này nếu mà cao á, thì nó ảnh hưởng đến bệnh gan nhiễm mỡ, không có sử dụng bệnh thuốc hiện lúc đó để loại trừ trường hợp viêm gan do thuốc. Trong cái nhóm đó họ làm xét nghiệm, họ kiểm tra thì họ thấy ALT cao nhất là 30 ở nam, nữ 19 thôi. Ở đây là ở Ý, là người ta gì? Người ta mặc dù BMI nó dưới 25 nhưng mà đa số nó cũng là cao hơn mình, cái trung bình nó vẫn cao hơn mình. Người Việt Nam mình nhỏ con hơn thì nó cái số này là cái số giới hạn trên bình thường. Và cái con số này đã được áp dụng trong guideline điều trị viêm gan B trên toàn thế giới. Vì mấy anh chị biết đối với điều trị viêm gan B, tiêu chuẩn điều trị đó là gì? Một trong những tiêu chuẩn điều trị là men gan tăng hơn gì? Hai lần giới hạn trên bình thường. Như vậy giới hạn trên bình thường là bao nhiêu? Thống nhất toàn thế giới, kể cả guideline của châu Á, của châu Âu và của châu Mỹ. Nam là 30, nữ là 19. Như vậy viêm gan B nếu nữ mà 40 là có chỉ định điều trị. Vì 19 nhân 2 là mấy? Mới có 38 à? Trên 2 lần rồi. Có đúng không? Nhưng nếu theo tiêu chuẩn của mình á thì là gì? Dưới 45, dưới 50 vẫn là bình thường, tôi đâu trị nha. Thành ra để ý. Và người ta thấy rằng bây giờ tôi áp dụng cái này cho đại trà được không? Không.
cái con số này người ta áp dụng thường cho những trường những cái bệnh lý mà có vấn đề điều trị á, men gan là yếu tố tiên quyết. Ví dụ viêm gan B, men gan là một trong ba yếu tố tiên quyết để điều trị, thì người ta dùng cái này. Nhưng mà nói viêm gan nhiễm mỡ á, thì cái men gan mà 30 hay 40 hay 50 nó giống như chang nhau à. Quyết định điều trị không phải dựa vào men nữa, mà nó dựa vào cái độ sơ hóa của gan. Lúc đó cái men của mình á, thì để giúp mình chỉ theo dõi cái hiệu quả điều trị mình thôi. Và mình cũng gợi ý là mình thấy ví dụ như ở đây những bạn nhỏ như tôi mà men thử ra mà cỡ 2-3 mấy là bắt đầu mình thấy là chắc chắn là nó không phải. Nhé. Khi tôi đọc xét nghiệm về men gan á, không phải nhìn vô thấy tăng không tăng là xong. Cái đầu tiên xem có tăng hay không. Thứ hai là tăng ở mức độ nào. Thứ ba là AST chia ALT có lớn hơn 1 hay không. Nhớ trả lời 3 câu này thì mình sẽ trả lời được rất là nhiều bệnh lý về gan. Thứ nhất về mức độ tăng. Mấy bạn thấy có những trường hợp ALT AST tăng rất là cao, trên 10 lần, từ 500, thậm chí cả ngàn đơn vị luôn. Men mà tăng trên cả ngàn á, đây là chắc chắn tổn thương cấp. Đối với bệnh lý về gan, cái gì mà nó dưới 6 tháng á, thì gọi là cấp nha. Còn từ 6 tháng trở lên, nó kéo dài từ 6 tháng trở lên thì gọi là mãn. Thành ra một cái người mà HBSAG nó dương tính dưới 6 tháng thôi á, thì gọi là nhiễm siêu vi B cấp. Mà một cái người có HBSAG dương tính trên 6 tháng thì gọi là nhiễm siêu vi B mãn. Tôi dùng từ rất chính xác, nhiễm. Tôi không nói gì tới viêm đó, vì viêm là liên quan đến men, đến giải phẫu bệnh. Còn men gan mà nó cao đến cả ngàn là khả năng là tổn thương cấp. Cấp như tổn thương gan do thiếu máu cục bộ là ischemic hepatic injury, gặp trong những trường hợp đi lâm sàng mới gặp. Là bệnh nhân bị gì? Sau phẫu thuật tim, nhồi máu cơ tim nặng, choáng tim vân vân, gây tụt huyết áp, giảm tưới máu gan, đưa đến một cái tổn thương thiếu máu cục bộ ở gan. Và men gan nó tăng khủng khiếp, không bệnh lý nào tăng bằng cái này, nó tăng cả mười mấy ngàn luôn á. Ha. Kế tiếp là do thuốc và độc tố. Và kế tiếp nữa là do virus. Mình có virus mình sẽ học bài sau A, B, C, D, E. Trừ con C ra thôi. Còn những con kia cấp, tổn thương cấp là nó mang tăng cao. Con C dù có cấp, nó tăng giỏi lắm cũng tới 200-300 đơn vị là cùng. Nó tăng với thằng mãn không phân biệt được. Đôi khi nó tăng còn 100 đơn vị thôi. Nó nhớ nè, khi men trên 1000 mà tôi thử ra anti HCV nó dương á, thì có phải do con C nó gây ra không? Cho dù HCV RNA nó dương luôn cũng không phải do con C. Mà con C chỉ là một cái nhiễm trước đó thôi. Còn cái đợt cấp này á, là do một nguyên nhân khác. Chứ con C không bao giờ đưa men gan trên 500 đơn vị hết á. Nhớ chuyện đó, có người chẩn đoán viêm gan cấp cho viêm gan C mà men nó 700-800 đến 1000 là không đúng rồi ha. Viêm gan mãn thì thường dưới 10 lần hay dưới 300 đơn vị trên lít. Tuy nhiên, cái này tôi chỉ gợi ý mấy anh chị thôi, không yêu cầu. Trong những đợt kịch phát cấp của mãn, ví dụ như một cái đợt kịch phát cấp của viêm gan B mãn, một đợt kịch phát cấp trong bệnh lý gì? Wilson, kịch phát cấp trong đợt viêm gan tự miễn thì men nó tăng y như cấp. Như vậy làm sao tôi phân biệt giữa cấp và một cấp trên mãn cực kỳ khó. Và ngay cả những cái chuyên gia về gan cũng chưa chắc phân biệt được. Ha? Đối với một số bệnh lý ví dụ như viêm gan cấp cho CVB, tôi đâu có chỉ định điều trị kháng virus nếu chưa suy gan cấp. Nhưng nếu đó là một đợt cấp trên một cái người viêm gan B mãn thì tôi phải điều trị ngay lập tức. Nhưng làm sao phân biệt? Cái đó là thuộc về chuyên khoa rồi. Nhưng tôi chỉ nói là khi một cái men gan tăng cao thì mình biết đó là cấp hoặc là một cái đợt cấp của một cái nền gì? Mãn tính nha. Và một cái quan trọng tôi nhắc mấy chị nè, là men gan tăng không có ý nghĩa tiên lượng. Một người mà nó tăng cả ngàn với một người nó tăng 100 chưa chắc nào nặng hơn nào. Hay một người tăng 10 ngàn với một người tăng 5-6-700 chưa chắc nào nặng hơn nào. Thành ra men gan chỉ có ý nghĩa là gì? Gợi ý chẩn đoán thôi, giúp mấy chị chẩn đoán bệnh và theo dõi bệnh, chứ không có ý nghĩa tiên lượng nha. Tôi sẽ chỉ với mấy chị khi nào bệnh gan mấy chị phải cho nhập viện, còn khi nào mấy chị giữ ở ngoài. Tại vì mấy chị có nhìn là bác sĩ gia đình mà, mấy chị phải biết khi nào ta cần nhập viện cho ta nhập viện chứ. Ha, chứ lỡ mà giữ ở ngoài là có ngày là chết à. Thành ra một cái men gan không phải là lý do để nhập viện, vì nó không phải là ý nghĩa, có ý nghĩa về tiên lượng. Bây giờ về cái mức độ tăng. Vô những cái bệnh lý gan, ví dụ như viêm gan do rượu. Viêm gan do rượu thì men nó tăng.
Nhưng nó tăng trong hai ALT AST thì nó tăng chủ yếu thằng AST. AST nó tăng từ 2 đến 10 lần và đặc điểm của gan rượu là nó tăng không có cao. Nó tăng 300 đơn vị hoặc tối đa là trong trường hợp mà hoại tử xà phòng nó tăng đến 500 đơn vị là tối đa. ALT tăng nhẹ hoặc không tăng. Ha, đặc điểm của gan rượu là vậy, AST nó tăng và ALT nó tăng nhẹ hoặc không tăng. GDT tăng rất cao, cái này mình biết rồi. Và cái kiểu tăng của rượu là gì? GDT tăng xong tới AST và nó hơn 2 lần ALT. Như vậy có những bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh là uống rượu mà men nó tăng cả ngàn đơn vị là không phù hợp. AST nó tăng lên 1000 là không phù hợp. Như vậy coi chừng trong cái rượu đó không đơn thuần là rượu đâu, mà có độc chất ở trong á. Cái rượu của mình hay có gì độc chất lắm, pha tùm lum trong á. Nhiều lúc uống vô đâu phải tổn thương gan do rượu đâu, mà tổn thương gan do gì? Do ba cái độc chất bậy bạ trong á. Cứ còn men tăng cả ngàn, chứ men không bao giờ bản thân nó gọi là poor alcohol mà nó gây một cái gì men gan nó tăng cả ngàn hết á. Lý do thì tôi không muốn giải thích, vì càng giải thích mấy chị càng rối. Đặc điểm của sơ gan là gì? Một cái mà sợ nhất mà mấy chị không chẩn đoán được sơ gan đối với bác chị, mấy chị là bác sĩ gia đình á, nhìn vô thấy men bình thường, coi như cái người này bình thường là chết, coi chừng đó là sơ gan, vì sơ gan men có thể bình thường. Và nó chỉ tăng nhẹ thôi, thậm chí nó có thể bình thường. Và một cái đặc điểm anh chị nhìn vào một cái men bình thường mà thấy AST nó lớn hơn ALT là thành một cái phản xạ liền, coi chừng là sơ. Tôi sẽ chỉ với mấy các chị nhìn làm sao bệnh nhìn ra sơ nhanh nhất. Và nhắc một lần nữa là không có ý nghĩa tiên lượng. Đây là cái ngưỡng tăng. Mấy anh chị thấy nè, tăng nhiều nhất là gì? Là tổn thương gan do thiếu máu cục bộ hoặc do độc tố, tăng rất dữ. Kế tiếp là viêm gan do virus cấp, trừ con C ra. Kế tiếp là viêm gan tự miễn. Kế tiếp là viêm gan rượu, nhưng viêm gan rượu á nó tăng không có nhiều, thấy không? Rồi viêm gan mãn, đây là những cái trường hợp bệnh lý cấp. Đấy, mãn tính thì mấy anh chị thấy có những lúc mà men nó bình thường. Qua sơ gan thì nó còn thấp hơn nữa, và có những cái vùng gì? Bệnh nhân vẫn men bình thường. Bây giờ mình qua câu thứ nhất rồi, là có tăng hay không ha? Có tăng hay không thì mình nôm na mình cứ nhớ là nữ 19 năm 30 đi. Rồi thứ hai, mức độ tăng thì mình nhớ là tăng cao nhất á là do thuốc, do tổn thương gan, do thiếu máu cục bộ, do độc tố, do thuốc ha, là trong bệnh cảnh cấp tính. Còn qua bệnh cảnh thứ hai nó tới virus rồi tới những cái bệnh lý khác. Kế tiếp cái câu cuối cùng là mình xem cái tỷ số. Ở một cái người bình thường như mình, khi mình thử ALT AST, mình chia tỷ số thử thì mình thấy AST chia ALT lúc nào nó cũng nhỏ hơn 1 hết á. Thường là nó nhỏ hơn 1. Đa số là nó nhỏ hơn 1. Nó khoảng từ 0,8 ha, 0,8 gì đó. Lý do là sao? Lý do này thì giải thích để mình nhớ này. Lý do là cái ALT nó có trong bào tương của tế bào gan, trong khi 80% bào tương của tế bào gan là ALT, chỉ có 20% là AST thôi. Trong khi trong bào quang á, bào quang của tế bào á, 80% là AST, 20% ALT. Khi tế bào gan bị tổn thương, nó vỡ cái màng trước, bào quang đâu có vỡ, đúng không? Nó vỡ cái màng trước thì nó sẽ phóng thích ALT ở bào tương ra ngoài máu. Thành ra nó sẽ tăng cái ALT nhiều hơn AST. Bình thường tế bào gan mình nó có vỡ không? Nó đâu có sống đời sống kiếp, nó thọ suốt năm này mấy trăm năm đâu. Nó có thời gian gì? Nó sống, nó gọi là gì? Nó chết theo chương trình, tức là tế bào gan mình nó có thời gian, nó sống tới một thời gian rồi nó chết thì nó bắt đầu nó phóng thích ra. Thành ra trong máu mình lúc nào cũng có ALT, AST đó. Nhưng mà lúc nào ALT thường là lớn hơn AST ha. Như vậy khi mình thấy một bệnh nhân men nó bình thường, khi men bất thường là mình, khi men nó tăng mình biết là nó bất thường rồi. Nhưng khi men nó bình thường á, tôi thấy ALT với AST tự nhiên thằng AST này nó lại cao hơn thằng ALT. Như vậy phải chăng nó có một cái bệnh lý gì về gan không? Cho dù men bình thường, một trong những cái mình nhớ đến coi chuyện sơ gan, coi chuyện sơ. Thứ hai là cái gan rượu. Gan rượu thì men nó tăng, và đương nhiên nó tăng theo kiểu gì các chị còn nhớ không? GDT trước tăng cao nhất rồi tới gì? AST rồi tới ALT. Tuy nhiên có những trường hợp tới với mình, dù gan rượu men gan tăng, GDT vẫn còn cao, vì thời gian phát hiện nó bao lâu? 26 ngày. Nhưng lúc này tôi không thấy thằng AST cao hơn ALT. Lý do là phải nhớ AST thời gian phá hủy thì chỉ có 17 giờ. Không khi ALT là bao nhiêu?
47 giờ. Như vậy theo thời gian thằng nào giảm nhanh hơn? Thằng AST sẽ giảm nhanh hơn. Và có lúc nó đến với mình trong cái bệnh cảnh dù gan rượu, nhưng ALT vẫn gì? Lớn hơn AST. Chứ nói cô nói với tôi là AST lớn hơn AST. Sau giờ tôi thử ALT lớn hơn AST. Thành ra có những bệnh nhân đến với mình, ALT nó vẫn còn 500 cân tủy. Ha, AST nó chỉ còn khoảng là 6 mấy, 7 mấy, nhưng ALT nó 8 mấy. Thì vẫn có thì nó là rượu. Nhưng mà gì? Nó đã uống rượu trước đó gì? Nhiều ngày rồi. Theo thời gian nó giảm, nó cẩn thận với thời gian máu hủy. Tổn thương gan do thiếu máu cục bộ thì nó cũng có thể là AST lớn hơn ALT trên 90% và một số thuốc. Mấy chị thấy cái từ thuốc này lặp lại lần thứ hai. Như vậy thuốc có thể gây ra đủ kiểu hết, nó có thể gây ra đúng không? Nó có thể gây ra tổn thương tế bào gan theo kiểu ALT lớn hơn AST hay gì? Hay AST lớn hơn ALT. Nha, thuốc đúng là kiểu gì nó làm mà chẳng không có đặc trưng nào hết á. Rồi còn lại hầu hết các bệnh lý gan khác thường gặp do virus, do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, mà mình sẽ thật bệnh kế tiếp và những nguyên nhân khác do ứ đồng, ứ sắc, tự miễn vân vân thì nó vẫn có cái kiểu là gì? ALT lớn hơn AST có nghĩa là tỷ số AST chia ALT tròn 1. Về nguyên nhân của tổn thương đứng hàng đầu vẫn là virus. Thành ra khi một bệnh nhân đến với mình mà tôi thử ra tôi thấy men gan nó cao á, tôi trả lời ba câu hỏi đó. Cho dù tôi nghĩ trong đầu là nguyên nhân gì tôi không biết, cho dù tôi chắc chắn cái này là rượu, cho dù tôi chắc chắn cái này là thuốc, tôi vẫn phải thử B, C, vẫn thử virus. Vì đối với y khoa không có cái gì là gì 100%. Và biết đâu bệnh nhân này cơ địa, cái người bệnh nhân này nó đã có gì nhiễm CVB mãn hoặc CVC mãn rồi. Bây giờ nó chồng lên một cái viêm căn cấp do thuốc nhiều lắm. Ví dụ đến với mình men gan tăng ha, tôi thấy AST lớn hơn ALT nó đâu phù hợp với tình bệnh cảnh của viêm gan do virus. Vì virus là ALT lớn hơn AST nha, nhưng tôi vẫn phải thử virus. Và tôi thử ra nhiều lúc nó vẫn dương. Vì trên cái người gì, Việt Nam mình mấy chị biết cái tỷ lệ nhiễm CVB nó cao nhất thế giới mà ha. Thành ra đầu tiên vẫn là do virus, mấy chị phải cẩn thận. Nhưng có khuynh hướng virus là ALT lớn hơn AST. Khi tôi thấy bất thường thì có thể người này đã qua giai đoạn sơ gan nếu men gan không cao nhiều, hoặc nó chồng lên do thuốc, hoặc là bệnh nhân này có chồng lên do rượu. Cái bệnh gan nó khó là khi nó chồng lấp nhiều bệnh thôi. Nguyên nhân thứ hai là rượu. Đây là những cái nguyên nhân đứng hàng đầu ở Việt Nam mình đó, theo cái kiểu này mình đọc rồi. Thứ ba là thuốc. Thuốc gặp khá là nhiều, từ những cái thuốc Tây cho đến gì? Thuốc Nam, thuốc Bắc, thảo dược đó, thuốc giảm cân, thuốc làm đẹp, cái gì cũng có thể gây tổn thương gan được hết đó. Thành ra không phải chỉ hỏi bệnh nhân có uống thuốc gì không, thì bệnh nhân nó chỉ biết là gì? Thuốc là gì? Là những cái viên thuốc thôi. Em phải hỏi luôn cả thảo dược, em phải hỏi luôn cả gì? Cây cỏ lá cây, hỏi luôn cả thuốc Nam thuốc Bắc. Vì đối với người Việt Nam mình á, thuốc Nam thuốc Bắc không phải là thuốc, nó từ cây cỏ mà, nó đâu có vô hại mà. Nhưng mà đó là cái thằng gây tổn thương gan, gây viêm gan nguy hiểm nhất hiện giờ đó. Thuốc giảm cân, nó thuốc làm đẹp của mình á, cẩn thận phải hỏi hết nha. Và một cái nguyên nhân mà mình sẽ học đó là NASH, là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, gặp thường gặp khủng khiếp luôn. Cái nhóm này là cái nhóm mà đi lang thang từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, lang thang từ phòng khám này đến phòng khám khác, từ phòng mạch này đến phòng khám khác mạch khác, chỉ vì cái men gan nó cao cỡ khoảng 70, 80, 60, 70, 80 mà không có điều trị bao giờ nó xuống được hết á. Hồi xưa có cái BDD uống vô giảm men gan, bây giờ không có nó là bỏ tay, không biết trị làm sao luôn. Bệnh nhân tốn rất là nhiều tiền, cái đi lang thang chẳng biết trị làm sao, chẳng biết nguyên nhân cái gì là cái thằng này. Ngoài ra những cái bệnh lý gan điển hình khác thì mình chỉ đọc để biết ha, mấy cái này mình không. Đặc điểm của men gan là gì? Tăng là chủ yếu. Phosphobilirubin có thể tăng, nhưng mà phosphatidylcholine phải dưới gì? Thường dưới 3 lần. Chứ bilirubin trên 3 lần nó nằm trong hội chứng ứ mật. Chỉ có khoảng dưới 5% nó có thể gây ứ mật thôi, còn đa số là nó nằm trong cái tổn thương kiểu này. Tiếp cận mấy anh chị sẽ làm gì? Làm dấu ấn virus, mình sẽ học bài số 2. Đây là những cái bệnh lý ứ đồng, ứ sắc, bệnh từ miễn, những cái bệnh lý mà chuyên khoa sâu rồi ha, mình biết thôi. Thuốc rượu ha, thuốc rượu mình có thể chẩn đoán được. Rồi thiếu alpha 1 antitrypsin, celiac screw, mấy cái này khó. Nếu tôi làm những cái xét nghiệm bình thường hết, tôi siêu âm tôi thấy gan nhiễm mỡ thì sao? Thì bước qua cái bài số 2.
Ha, tới với mình tôi thử ra gan nhiễm mỡ, siêu âm gan nhiễm mỡ gặp rất là nhiều. Tôi đảm bảo ngồi trong cái hội trường này á, hơn một nửa siêu âm thấy gan nhiễm mỡ, nhất là mấy ông có đúng không? Có người nào mà siêu âm thấy gan nhiễm mỡ giơ tay lên tôi coi coi. Giơ tay lên đi. Rồi vài bữa mà lỡ men có tăng tôi trị cho. Nhiều lắm. Hả? Con mình cũng vậy nữa, mới có mười mấy tuổi à. Mười mấy 20 tuổi, thậm chí 8, 9 tuổi siêu âm gan nhiễm mỡ luôn. Đúng không? Thầy tu gì cũng đi siêu âm thấy cũng gan nhiễm mỡ luôn. Thầy nói tôi đâu có ăn mỡ đâu mà có gan nhiễm mỡ. Đúng không? Nhiều vô cùng. Thì ra cái bài tôi chọn bài số 3 tôi nói với anh chị là vậy. Mình qua cái bilirubin. Muốn hiểu được cái bilirubin á là phải hiểu được chuyển hóa. Mấy anh chị nhớ cái bài này là bài tôi dạy cho Y3 nha. Có nghĩa là Y3 hoặc Y liên thông 3 là đã học rồi. Chứ không phải là mình ra bác sĩ mình mới học đâu. Mà thậm chí ra bác sĩ chuyên khoa 2 cũng học có nhiêu đó thôi. Mà không làm được, không áp dụng được. Hả? Bilirubin, đây là hồng cầu của mình. Hồng cầu của mình á, khi nó bị bệnh hoặc là tới ngày tới tháng nó vỡ ra, hoặc là do một cái nguyên nhân gì đó nó là bị vỡ, ví dụ như bị sốt rét chẳng hạn, tới lách nó làm vỡ ra, thì khi hồng cầu nó vỡ ra gọi là tán huyết đó, thì nó sẽ phóng thích ra cái hem. Cái hem này nó sẽ chuyển thành bilirubin. Bilirubin gọi là bilirubin gì? Gián tiếp. Bilirubin gián tiếp, khi nó trả xét nghiệm nó không có viết cái từ tiếng Việt là gián tiếp đâu, mà nó viết cái từ tiếng Anh là gì? Bilirubin indirect nha. Khi mà ghi indirect là biết là gián tiếp. Gián tiếp này nó không tan trong nước, nó chỉ tan trong dầu thôi. Nó sẽ được đưa từ máu vào trong gan. Nó phải có một cái quá trình để đưa từ máu vào trong gan. Khi đưa vào trong gan rồi, nó sẽ kết hợp với acid glucuronic transferase để thành bilirubin trực tiếp. Và cái tờ xét nghiệm về nó sẽ là bilirubin direct. Bilirubin trực tiếp này tăng được trong nước, do đó nó sẽ tiết ra theo mật và nó sẽ đổ vào trong ruột, tới ruột non, tới ruột già, dưới tác dụng của vi khuẩn nó được chuyển hóa thành urobilinogen. Urobilinogen này á tiếp tục xuống tới ruột già, tôi xuống ra ngoài nó sẽ được chuyển hóa thành stacobilin. Và cái stacobilin này là cái chất làm cho cái phân mình màu vàng đó. Cái phân mình màu vàng là do stacobilin. Một ngày đẹp trời đi cầu mật thấy cái phân trắng nhấp, không có màu vàng nữa, à là có chuyện rồi. Như vậy là mình không có cái gì? Mình không có stacobilin. Mình không có stacobilin là như vậy mật nó có xuống được ruột không? Không. Như vậy gọi là gì? Những trường hợp tắc mật hoàn toàn. Hả? Còn một phần á, urobilinogen này nó được sẽ tái hấp thu theo chu trình ruột gan vào máu. Vào máu nó được tới thận, thận nó chuyển thành urobilin. Urobilin này nó thải ra nước tiểu, nó làm nước tiểu mình có màu gì? Màu hơi vàng 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 đó. Bữa nào uống nước nhiều á thì nó nhạt nhạt, bữa nào uống nước ít thì gì? Nó đậm. Nhưng cái đó là urobilin. Như vậy trong nước tiểu bình thường có bilirubin không? Có không? Không. Tổng phân tích nước tiểu trả lời sắc tố mật dương tính, sắc tố mật là bilirubin. Như vậy tổng phân tích nước tiểu nó trả lời sắc tố mật 1 cộng 2 cộng là bất thường, nó là bilirubin. Bilirubin bình thường không có trong nước tiểu. Nhá. Khi nó có sự hiện diện của bilirubin trong nước tiểu, có nghĩa là bilirubin gì mấy anh chị? Bilirubin gì? Bilirubin trực tiếp. Bây giờ tôi hỏi mấy ông nam nè, mấy ông nam đi tiểu á có bọt không? Ông nam mà đi tiểu không có bọt, có chừng u sơ tiền liệt tuyến, vì sao? Cái tia nước tiểu nó yếu quá. Có đúng, nó nhỏ giọt giọt làm sao nó tạo bọt nổi. Cái bọt của mấy anh chị đi tiểu xong màu gì? Màu trắng rồi, không bao giờ nhìn hết hả? À, đi tiểu không thèm nhìn hả? Chứ nhìn đi đâu? Cái bọt của mấy anh chị giờ lo nhìn đi. Tại vì sao? Cái bọt nó sẽ biết cái bệnh đó. Cái bọt của đó là màu trắng. Như một ngày đẹp trời tôi đây vừa đi tiểu, tôi vừa huyết sáo, tôi nhìn xuống thấy cái bọt màu vàng thôi chết rồi. Cái bọt màu vàng là gì? Là bilirubin, là sắc tố mật, là tôi bị tăng bilirubin trực tiếp. Con nít nó đi tiểu trong quần á, sau khi nó đi tiểu xong nó dính trong cái quần màu gì? Cái quần trắng hay nó quần đỏ, quần xanh tôi không có nhìn thấy. Hoặc nó tiểu nó dính trên cái da ra giường á, màu gì? Sau khi nó khô rồi nó còn màu vàng không? Không. Nó còn có những cái gì? Quần thôi. Tự nhiên mình thấy con mình đi tiểu xong nó dính trên cái quần của nó ra vàng khè vàng. Nó khô rồi nó đóng màu vàng, đó là bilirubin. Nghe không? Cẩn thận. Ha?
phụ nữ thì hơi khó, vì sao mình tự đi tiểu đâu có bọt đâu, đúng không? Rồi bây giờ cơ chế tăng. Trường hợp tăng sản xuất là do hồng cầu vỡ nhiều quá trong bệnh cảnh tán huyết thì tăng bilirubin gì? Bi trực tiếp. Vì mấy anh chị nhớ cái lượng mà acid glucuronic transferase để kết hợp vô bilirubin trực bilirubin gián tiếp á, nó có là một cái số hữu hạn. Thành ra khi mà tán huyết nó tăng bilirubin gián tiếp rất là nhiều, nhưng mà cái lượng để nó kết hợp thành bilirubin trực tiếp đâu có đủ, cơ thể mình có nhiêu đó thôi. Thành ra nó kết hợp rất một lượng hữu hạn và còn lại nó sẽ tăng bilirubin. Đó là bilirubin gì? Bilirubin gì? Gián tiếp. Đó là bệnh cảnh về vàng da nhân ở trẻ con đó. Khi trẻ con á, em bé sơ sinh nó bị tán huyết hàng loạt đó, đúng không? Mình thấy nó vàng khè, nó phải rọi đèn á, là tăng bilirubin gián tiếp. Cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai là bilirubin gián tiếp nó không được đưa vào trong tế bào gan. Nó cứ chạy vòng trong máu vậy, nó không đưa vô gan. Mà không đưa vô gan sao nó kết hợp được, nó thành bilirubin trực tiếp. Thì đó là một số nguyên nhân bẩm sinh hoặc là thuốc. Và một trong những thuốc mà anh chị phải nhớ đó là rifamycin, thuốc lao đó. Hả? Đã có một cái tình huống rồi, tôi đã gặp rồi mấy anh chị, ở một bệnh viện lớn luôn, bệnh nhân vô trong bệnh cảnh là lao phổi, điều trị theo cái phác đồ trong đó có rifamycin, INH, rifamycin, ethambutol và PZA. Thì điều trị hồi cái thấy tự nhiên sao nó bằng khè, mà thử men gan bình thường, thử cái gì gan bình thường chỉ thấy tăng bilirubin, mà chỉ tăng bilirubin gián tiếp thôi. Mấy anh chị thành phản xạ tăng bilirubin gián tiếp thì nghĩ tới gì? Tán huyết. Mời ai? Mời hội chẩn huyết học. Huyết học làm test đờ cung, làm tùm lum từ trên xuống dưới, khẳng định tôi ca này không phải tán huyết. Thế là bác sĩ bó tay. Bây giờ tôi ngưng thuốc gì? Vàng sao dám sử dụng thuốc, đang sử dụng sao dám ngưng? Giờ ngưng cái nào? Chẳng nhẽ ngưng hết bốn thứ. Thì tình cờ là ca này tôi biết, và tôi nói bây giờ thử ngưng giảm liều rifamycin trước. Thì khi giảm liều rifamycin thì nó không có xuống, tôi biểu ngưng rifamycin đổi thuốc khác, thì sau đó bệnh nhân hết vàng. Thì mấy anh chị nhớ, một trong những cơ chế làm tăng bilirubin gián tiếp là do rifamycin gì? Là do nó không đưa được cái bilirubin gì? Gián tiếp vào trong tế bào gan nha, cẩn thận. Và một trong những nguyên nhân thường gặp nữa đó là xơ gan mấy anh chị. Xơ gan có tăng áp cửa. Tăng áp cửa có nghĩa là sao? Nó có một cái sân nó nối từ hệ gì? Cửa đến hệ chủ, không thèm qua gan. Thế là máu nó có từ hệ cửa, nó đi thẳng qua hệ chủ, qua những cái gì? Những cái tuần hoàn bằng hệ á. Nó đâu qua gan đâu. Nó không thèm qua gan thì sao? Làm sao nó kết hợp được, nó thành bilirubin trực tiếp. Thành ra đôi khi những cái ca xơ gan vô mình thấy vàng da, nhưng tôi thử ra nó lại tăng bilirubin gì? Gián tiếp. Mà nó không phải tán huyết. Nghe. Làm ra mình phải rất là cẩn thận. Ngoài ra nó không kết hợp được glucuronin transferase. Có thể là do cái men này nó bị giảm hoạt động, hoặc là do bẩm sinh, hoặc là do nhiễm trùng huyết, hoặc là thuốc. Một lần nữa, thuốc cái gì nó cũng gây được hết, nhưng không phải dễ chẩn đoán. Mấy anh chị thấy có nhiều ca nhiễm trùng huyết bằng khè không? Thử ra bilirubin gián tiếp nó tăng là do nó không kết hợp được với cái này. Nó không có liên quan gì tới bệnh gan hết trơn á. Nha, vậy rất là... Cái này là những cái... Rồi, đây là một cái nghiên cứu mà nó đăng trên cái tạp chí Respiratory Critical Care của, ha, tức là một cái tạp chí liên quan đến chăm sóc tích cực về hô hấp á. Thì á, người ta làm như vậy này, người ta cứ cho thấy bệnh nhân cứ uống rifamycin lên thì thấy bilirubin nó tăng, ngưng uống thì nó giảm, cứ uống nó tăng, ngưng uống nó giảm, uống rifamycin 600 mg, ha. Thì người ta kết luận là gì? Rifapin có thỉnh thoảng có thể gây ra một cái hiện tượng cản trở bilirubin, ngăn cản quá trình uptake, tức là quá trình đưa bilirubin vào trong gan á, phụ thuộc vào liều, dẫn đến một cái vàng da tăng, tức là dẫn đến một cái tăng bilirubin trong máu chưa kết hợp, có nghĩa là tăng gián tiếp, bilirubin gián tiếp dưới lâm sàng, có nghĩa là không gây vàng da, chỉ thấy tăng trong máu thôi, hoặc là gây vàng da mà không có tổn thương tế bào gan, tức là men gan bình thường. Cái tăng này có thể là thoáng qua, xảy ra sớm trong điều trị, hoặc là những người mà đã có bệnh gan trước đó, ha. Có nghĩa là nó phụ thuộc liều, có nghĩa là tôi dùng liều càng cao thì cái tổn thương khả năng càng gì, nó gây tăng bilirubin gián tiếp càng nhiều. Thành ra cái ca mà tôi nói mấy anh chị là tôi nói là giảm liều trước đi cái đã, tôi hy vọng khi giảm liều thì gì, bilirubin nó xuống, nhưng mà vì giảm liều không xuống tôi nó ngưng luôn. Cơ chế thứ hai là sau khi nó kết hợp rồi thì nó không tiết ra được tiểu quản mật, ha, nó tổng hợp, nó kết hợp trong tế bào gan là nó không có tiết ra được.
nó không tiết ra được tiểu quản mật, hay gặp nhất trong bệnh lý tổn thương tế bào gan. Như vậy đó là lý do tại làm sao trong hội chứng tổn thương tế bào gan bilirubin nó vẫn tăng, mà nó tăng theo kiểu gì, vẫn có thể trực tiếp nó tăng. Vì khi tổn thương tế bào gan nó cản trở quá trình tiết bilirubin từ đi tế bào gan sau khi kết hợp với acid glucuronic transferase rồi vào tiểu quản mật. Và một cái nhóm mà mình thường biết nữa đó là tắc mật ngoài gan. Khi mà nó tắc hoàn toàn ống mật chủ, tắc hoàn toàn gì, ống gan chung, ví dụ ống mật chủ do sỏi, do u đầu tụy vân vân, thì chắc chắn nếu mà nó tăng bilirubin thì nó sẽ tăng bilirubin gì, trực tiếp. Hồi đó giờ cứ thấy tăng bilirubin trực tiếp là nghĩ mỗi duy nhất có mỗi cái vàng da sau gan thôi là coi chừng sót. Thì vì tại gan á, nó vẫn có thể cản trở quá trình bilirubin sau khi kết hợp được tiết vào tiểu quản mật, do đó nó vẫn có thể tăng bilirubin trực tiếp. Như vậy khi một bệnh nhân, mình là bác sĩ gia đình, mình đến, người ta đến khám với mình thấy vàng da, thì mấy anh chị nhiệm vụ xem vàng da này trước gan, tại hay sau gan. Vàng da trước gan thì nó dễ, vàng da trước gan nó tăng chủ yếu là bilirubin gián tiếp, mà bilirubin gián tiếp á thì nguyên nhân là tán huyết hoặc là thuốc cản trở quá trình thu nhận vào. Như vậy lâm sàng của mình á, mình sẽ thấy bệnh nhân vàng da nhưng đi tiểu á không có vàng, đúng không? Vì tiểu vàng phải là bilirubin gì, trực tiếp. Thành ra vàng da, vàng niêm mà tiểu không vàng, và cái mức độ vàng giữa nước tiểu và da nó không tương xứng. Và một cái nữa là gì, tôi lấy nước tiểu tôi bỏ một cái chai, tôi lắc, tôi không có thấy cái bọt màu vàng, mặc dù lâm sàng có vàng. Và tôi thử máu ra thì tôi thấy băng tăng chủ yếu là bilirubin gì, gián tiếp, đó là vàng da trước gan. Ha, vàng da tại gan thì có thể tăng bilirubin trực tiếp ưu thế, hoặc là tăng kiểu hỗn hợp, hay là tăng kiểu gián tiếp. Bây giờ mấy chị nghe tôi nói này, rồi tí tôi sẽ phân tích thế nào là tăng. Đối với một người bị viêm gan virus B, hoặc một người tổn thương gan do rượu, hoặc một người bệnh lý gì ở gan mà gây cái hội chứng vừa rồi mình học là tổn thương tế bào gan đó, thì nó ảnh hưởng đến hai quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình kết hợp với acid glucuronic transferase. Khi nó ảnh hưởng đến quá trình này thì nó sẽ tăng bilirubin gì, gián tiếp. Thứ hai, nó ảnh hưởng đến quá trình là sau khi kết hợp rồi nó không cho tiết ra được tiểu quản mật, thì lúc này nó sẽ tăng bilirubin gì, bilirubin trực tiếp. Như vậy nếu nó ảnh hưởng cả hai quá trình như nhau thì cả hai thằng đều bị ảnh hưởng, thì nó sẽ biểu hiện bằng cách tăng kiểu hỗn hợp. Còn thằng nào vượt trội hơn á thì nó sẽ tăng theo kiểu ưu thế là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng mà thông thường á, tổn thương gan á, nó hay ảnh hưởng cái thằng gì, thằng tiết ra nhiều hơn là cái thằng kết hợp. Thành ra đa số trên lâm sàng tôi gặp á, thường là kiểu hỗn hợp, cả hai thằng bị ảnh hưởng như nhau, hoặc là vượt trội là thằng gì không tiết ra được tiểu quản mật. Nên tăng bilirubin trực tiếp cũng rất là thường gặp trong bệnh cảnh tổn thương, tức là vàng da tại gan, chứ không phải chỉ có vàng da sau gan thôi đâu nha. Nhưng mà tuy nhiên là gì, tất cả bệnh lý ở gan đều có thể gây tăng cái kiểu là gì, hỗn hợp hay là gì, kiểu trực tiếp chiếm ưu thế. Sau gan, sau gan thì đương nhiên rồi, chắc chắn phải là gì, trực tiếp rồi. Như vậy khi tôi đi lâm sàng nè, tôi tiếp cận một bệnh nhân vàng da, đầu tiên tôi loại cái trước gan trước. Tôi chưa làm xét nghiệm gì hết, tôi loại cái trước gan bằng cách tôi so sánh giữa cái nước tiểu với là gì, cái da. Và tôi thử cái test, nó gọi là phone test đó. Có cái bọt, lấy nước tiểu bệnh nhân vô cái chai nước suối vặn cho kỹ nha, không vặn kỹ lắc một cái nó văng đầy mặt á. Xem cái bọt có màu gì. Thấy cái bọt nó trắng nhách mà da vàng khè, biết là nó là gì, trước gan rồi, đúng không? Rồi còn lại, mình thấy có tăng bilirubin trực tiếp thì có thể là hỗn hợp hoặc là gì, trực tiếp chiếm ưu thế. Thì mình coi giữa tại và sau cái là cái gì, mình chưa làm xét nghiệm gì hết, mình đâu có biết. Như vậy sau gan đa số là có triệu chứng gì? Thường là do sỏi, do u, do chèm. Sau gan thường bệnh nhân hay đến với mình, vàng da là sau. Trừ trường hợp ung thư gì, đường mật, nó vàng da nhanh thôi. Đau, đau thường là sỏi nè, dung nè, khó tiêu, đúng không? Hoặc nó đến vì trong bệnh cảnh suy nhược, vàng da là sau. Hoặc là đôi khi nó đến trong bệnh cảnh vàng da nếu bệnh nhân không để ý những cái triệu chứng không chuyên biệt. Như vậy khi mình chỉ tiếp cận là loại trừ trước gan trước, sau đó nếu nó có đau có gì thì loại trừ sau gan trước, rồi còn lại là tại gan, rồi mình có thể làm thêm xét nghiệm. Còn những cái bilirubin bẩm sinh thì thôi, từ nhỏ đến lớn mình hỏi thôi, cái này mình đọc cho biết thôi ha. Đây là những cái ca bilirubin tăng cái hội chứng rất là hiếm gặp mà tôi chẩn đoán cách đây cũng mười mấy 20 năm rồi.
Như vậy khi tôi tiếp cận bilirubin, tôi trả lời hai câu. Thứ nhất, bilirubin toàn phần có tăng hay không? Thứ hai, tăng kiểu gì, gián tiếp ưu thế, trực tiếp ưu thế hay hỗn hợp? Mấy anh chị vui lắm nha. Nhiều lúc xét nghiệm nó trả lời bilirubin total là toàn phần. Bilirubin gì? Direct là trực tiếp. Xong bị hỏi tôi, vậy còn gián tiếp ở đâu cô? Trời ơi, có làm pháp trừ được không? Trừ ra. Hỏi rồi đó, sau đại học đàng hoàng. Ủa cô, vậy còn gián tiếp đi đâu? Tại thường thường nó trả lời gì? Total nó trực tiếp không à? Một số phòng xét nghiệm thì nó trả lời nó trừ cho mình luôn, đúng không? Còn nhiều nơi nó trả lời có một cái, còn một cái không biết đi đâu. Câu thứ nhất tăng. Bình thường đó là chỉ số bình thường. Khi bilirubin toàn phần trên 2,5 thì nó gây vàng da. Nhưng từ 2 đến 2,5 là nó đã gọi là tăng rồi đó, nhưng mà gọi là tăng. Bilirubin tăng nhưng mà trên lâm sàng không có vàng da hoặc vàng da chỉ có rõ thì mình gọi là vàng da dưới lâm sàng. Như vậy bilirubin tăng là từ gì? 2 trở lên ha, thì gọi là tăng. Nhưng thực sự mấy anh chị thấy mà lên 1,5, 1,7 rồi rất là sợ. Vì bilirubin có ý nghĩa tiên lượng. Bilirubin càng tăng thì tiên lượng càng xấu. À, tôi giữ bệnh nhân, tôi trị men gan tăng tăng, tôi không có sợ. Tới một ngày tôi thử thấy bilirubin tăng thì thôi, tôi đẩy tới bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức, không giữ ngày nào nữa hết. Nha, mấy anh chị nhớ, bác sĩ gia đình mình điều trị những mình thấy men tăng nhẹ mà tôi còn sau khi học bài này tôi vẫn giữ, tôi trị đi, nhưng mà tôi thấy bilirubin bắt đầu tăng là thôi tôi đẩy đi. Hoặc đẩy vô bệnh viện. Vì bilirubin tăng là dấu hiệu tiên lượng rất là gì? Xấu. Hả? Thứ hai là tăng kiểu gì? Muốn biết tăng kiểu gì thì lấy bilirubin trực tiếp chia bilirubin toàn phần. Nếu dưới 20%, có nghĩa là bilirubin gián tiếp trên 80% thì mình gọi là tăng bilirubin gián tiếp chiếm ưu thế. Thứ hai, từ 20 đến 50% thì đó là tăng hỗn hợp. Khi tí tăng hỗn hợp, đa số là vàng da tại gan. Còn nếu nó tăng trên 50% thì gọi là tăng gì? Trực tiếp chiếm ưu thế thì có thể tại gan hoặc sau gan. Nhưng thư lúc nào cũng vậy, sau gan là sợ nhất vì coi chừng nó là bệnh cảnh ngoại khoa. Thành ra tôi phải cho bệnh nhân đi làm gì? Siêu âm. Siêu âm ra bình thường có loại được không? Không, nhưng mà dù sao cũng sơ bộ trước. Lâm sàng mà có đau, có sốt là coi chừng gì? Sau gan đó, cẩn thận. Tại gan hay nó chẳng bao giờ nó đau, nó sốt đâu. Sốt mà của viêm gan cấp là sốt ở giai đoạn gì? Giai đoạn tiền vàng da như nhiễm cúm vậy đó, sốt rất là nhẹ. Khi nó qua vàng da chẳng bao giờ nó sốt. Mà vừa sốt vừa vàng chắc chắn là coi chừng sau gan. Hoặc nếu có tại gan thì phải cái sốt đó phải tìm ra một cái nguyên nhân khác. Như vậy bilirubin này giúp mình phân biệt trước gan ha, với tại và sau. Còn giữa tại và sau á, cả hai đều tăng bilirubin trực tiếp hết. Tôi phân biệt rất là khó, hầu như tôi phân biệt không có được dựa vào bilirubin. Và nhớ là nó tăng cả trong ứ mật và nó tăng cả trong tổn thương tế bào gan. Giờ hiểu lý do tại sao bilirubin phải xếp riêng chưa? Chứ không được xếp chung với gì? Ứ mật. Vì có ứ mật bilirubin nó cũng chẳng thèm tăng, mà bilirubin tăng nó cũng chẳng có ứ mật. Có đúng không? Tổn thương tế bào gan có thể bilirubin nó tăng mà có thể bilirubin nó cũng chẳng thèm tăng. Tại nó để riêng chỗ và nó có ý nghĩa tiên lượng. Đây là những cái bilirubin tăng đơn độc. Tăng đơn độc là tôi làm tôi thấy mỗi bilirubin tăng thôi, men gan bình thường, phosphatasa bình thường. Ha? Chức năng gan bình thường. Thì mấy anh chị về đọc thêm thôi, cái này nó hơi sâu. Chủ yếu là trong những cái bệnh lý gì? Đa số là những cái bệnh lý mà tăng đơn độc là tăng bilirubin gián tiếp. Trong những bệnh lý bẩm sinh hoặc là nguyên nhân do tăng bilirubin gián tiếp, thường là trước gan hoặc là do thuốc. Đặc biệt là mấy anh chị để ý rifamycin ha? Mình qua cái mục nữa là đánh giá chức năng gan. Đầu tiên là đông máu. Gan nó có nhiều chức năng lắm nha, nhưng mà khi mình áp dụng trên lâm sàng mình chỉ dùng có hai nhóm xét nghiệm thôi. Gan tổng hợp hầu hết yếu tố đông máu trừ yếu tố 8. Yếu tố 2, 7, 9, 10 cần vitamin K để tổng hợp. Đường đông máu ngoại sinh bắt đầu bằng sự kích hoạt yếu tố 7. Yếu tố 7 là thời gian bám hủy chỉ có 3 đến 3,5 giờ. Do đó chỉ cần chức năng gan bắt đầu ảnh hưởng thì yếu tố 7 không được sản xuất. Và yếu tố 7 không sản xuất thì protein E nó kéo dài ngay liền. Thành ra chức năng đông máu prothrombin sai hay E là chỉ điểm duy nhất để cho mấy chị chẩn đoán suy gan sớm nhất. Đặc biệt là suy gan cấp và suy gan mãn. Lúc này albumin không có giảm ha?
Như vậy trong những trường hợp thiếu vitamin K, gan không tổng hợp được yếu tố đông máu, hay trường hợp đủ vitamin K nhưng gan nó suy, nó cũng không tổng hợp được, thì hậu quả cả hai đều dẫn đến rối loạn đông máu, PT kéo dài, INE kéo dài hết. Thì làm sao phân biệt? Phân biệt đơn giản nhất, tôi chích K vô, thiếu K tôi chích thử. Tôi chích thử K vô, một mũi 10mg tim mạch hoặc tim bắp. Ngày hôm sau tôi thử lại, tôi thấy INE nó giảm được 30% trở lên. Tôi biết do thiếu vitamin K, nhưng mà thôi chích ngày chứ cho mệt. Ngày giảm 30 thôi tôi chích luôn 3 mũi. Ngày thứ nhất một mũi, ngày thứ hai một mũi, ngày thứ ba một mũi, 3 ngày sau là đủ vitamin K rồi. Nếu gan không suy thì gì? PT, INE nó phải về bình thường. Có đúng không? Vì nó đủ, mình thiếu vitamin K, mình bù đủ vitamin K nó phải về bình thường. Còn nếu tôi chích 3 ngày liên tục tôi thử lại mà tôi thấy nó không có thay đổi gì hết, nó y như cũ, có nghĩa là cái này không có thiếu K, mà là do gì? Do suy gan. Còn nếu tôi chích vô mà tôi thấy nó vừa gì? Nó giảm, nó có giảm nhưng nó không về bình thường, thì nó có thiếu K mà nó cũng có suy gan luôn. Hả? Thành ra trong một bệnh lý gan, thường thường sơ gan á, khi xuất huyết tiêu hóa và vỡ dạng thì mạch thực quản nó vẫn cho chích K, nó chích 3 mũi thôi. Để trong những trường hợp thiếu K thì nó cũng kéo được cái INE xuống một chút. Hả? Và mấy chị nhớ nè, định nghĩa viêm gan cấp là gì? Định nghĩa suy gan cấp là gì? Là khi INE trên 1.5 và không đáp ứng với vitamin K1, để nó loại trừ trường hợp thiếu vitamin K1, đúng không? Khi mà mấy anh chị nói đến bệnh gan á, mấy anh chị không biết lúc nào là nặng, lúc nào là nhẹ. Tôi đang điều trị bệnh gan, tôi thấy men tự nhiên nó tăng lên, hoặc bệnh nhân đến với mình men nó tăng lên, tôi muốn biết cái ca này là tôi giữ được ở phòng khám của tôi không, hay là tôi phải chuyển ngay bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyển vào bệnh viện liền, là tôi phải thử bilirubin. Nếu lâm sàng vàng thì tôi phải thử bilirubin, còn lâm sàng không vàng cũng phải thử. Và thử cái gì nữa? INE prothrombin time. INE prothrombin time mà thấy nó tăng á là thôi đừng có giữ, nó chết liền á, nó suy gan đó nha. Thành ra nếu tôi làm lâm sàng tôi thấy men nó tăng vừa phải, bilirubin bình thường, INE bình thường, ok không sao, tôi cứ giữ đó tôi trị. Nhưng mà tôi nhân đến với mình tôi thấy men gan nó gì, nó cao, tôi thử bilirubin thấy nó tăng là một dấu hiệu tiên lượng xấu rồi, tôi thử INE tôi thấy gì tăng nữa thì thôi thôi chuyển đi. Thậm chí bilirubin nó không tăng, INE nó tăng. INE với bilirubin cái thằng nào nặng hơn? Thằng INE nặng hơn, thằng INE là dấu nó là một cái dấu ấn để chỉ chẩn đoán suy gan cấp mà. Cấp mạng gì thằng INE cũng ảnh hưởng đầu tiên hết á. Ha. Tuy nhiên trên bệnh nhân sơ gan á thì không phải cái thằng INE nó càng dài thì nguy cơ chảy máu càng nhiều, không có. Đôi khi có cái thằng INE nó dài thằng lòn đến 4 chấm mấy nó chẳng chảy máu, trong khi cái thằng mới có 2 chấm mấy nó đã chảy máu rồi. Vì đối trên bệnh nhân sơ gan nó có hai quá trình ảnh hưởng, đó là quá trình gì? Rối loạn đông và cầm máu, tức là vừa ảnh hưởng cả chảy máu và ảnh hưởng cả quá trình đông máu liên quan đến antithrombin 3. Đó là lý do tại sao bệnh nhân sơ gan chưa ung thư gì hết mà tôi đôi khi tôi có huyết khối, nó có huyết khối ở tĩnh mạch cửa chẳng hạn, đúng không? Thành ra đôi khi cái này chỉ nói thêm với anh chị thôi. Về albumin, albumin thì nó chiếm từ 65 đến 85% lượng protein trong máu, và albumin chia là globulin lớn hơn 1. Khi suy gan thì albumin nó giảm, nhưng mà cái albumin này nó không có chuyên biệt cho gan. Tăng thể tích huyết tương thì bệnh nhân có thai, hội chứng thận hư, bệnh ruột mất đạm hoặc suy dinh dưỡng thì albumin nó cũng giảm vậy. Hả? Tại nên nó không có chuyên. Một cái nữa là thời gian bán hủy nó dài. Khi albumin trong máu càng giảm thì khuynh hướng thời gian bán hủy càng tăng. Tại nên nó không phải là dấu ấn của suy gan cấp. Chỉ trong bệnh cảnh suy gan mãn thì albumin mới gì? Mới có thể giảm thôi nha. Thành ra trong cấp tôi không cần albumin. Như vậy một bệnh nhân đấy mình áp dụng là sao? Tôi thử INE, tôi thử albumin, tôi thấy INE nó bình thường mà albumin giảm, không có phải là suy gan không? Không. Thằng suy gan ảnh hưởng đầu tiên phải là gì? Phải là prothrombin time và INE. Như vậy thằng albumin nó giảm là do nguyên nhân khác ha, phải để ý. Tóm lại sau khi phân tích tôi trả lời 4 câu: có ứ mật không, có tổn thương tế bào gan hay không, tăng bilirubin tăng kiểu gì, suy gan chưa, là dựa vào prothrombin time là chính và INE.
Bây giờ cái này về đọc, cái này là mấy anh chị đọc cho biết thôi, trong những bệnh lý. Bây giờ tôi nói sơ về cái sơ hóa gan. Phải hiểu thì tất cả guideline về bệnh lý viêm gan do virus và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nó đều nói đến sơ hóa hết. Mình không hiểu gì hết á, mình đọc mình chẳng có biết gì hết. Hoặc là bệnh nhân đi làm xong về đưa cho bác sĩ gia đình mình đo, mình chẳng biết gì hết, mình chẳng hiểu để mình giải thích cho họ. Dù sao mình phải biết. Đây là giải phẫu bệnh. Khi sinh thiết gan ra, theo Metavia là một cái thang điểm để đánh giá mức độ sơ hóa, mức độ viêm. Thì nó chia làm 4, chia làm 5 cái F. Đầu tiên là F0, rồi tới F1, F2, F3, F4. F đó là viết tắt của chữ fibrosis, là sơ hóa. Khi nó ra F0 á, là không có sơ hóa. Khi nó ra F1 là sơ hóa nhẹ. F2 là sơ hóa khoảng cửa, có với vài cái vách nè, mấy cái vách nè. F3 là các vách để nối với nhau nè. Các khoảng cửa của tế bào gan, cái vách nó mọc ra là những dải sơ đó, nó nối với nhau. Và khi nó dày đặc như vậy, nó bóp nghẹt tiểu thùy thì gọi là sơ gan. Khi nào có sơ hóa? Khi có tổn thương mãn tính ở gan nó mới gây sơ hóa. Cấp tính không bao giờ gây sơ hóa. Và sơ hóa nó là một cái tổn thương để bảo vệ mình. Ví dụ mình bị đứt tay nè, sau đó nó sẽ tạo một cái sẹo. Gan cũng vậy. Gan nó tổn thương mãn tính thì sau đó nó sẽ tạo cái sẹo. Cái sẹo đó là cái sơ đó. Nhưng không may cái sơ nó càng ngày càng tiến triển thì nó dẫn đến gì? Sơ gan mà nó dẫn đến ung thư. Cái sơ hóa nó quan trọng lắm. Vai trò của nó là gì? Giúp quyết định thời điểm điều trị. Một bệnh nhân đến với mình mà mình thấy F0, F1 đối với bệnh lý gan mãn á nha. Đối với bệnh lý gan mãn á, mấy anh chị thấy một cái men gan tăng mãn tính kéo dài trên 6 tháng, tôi biết bệnh lý mãn tính rồi. Đầu tiên phải tìm cho ra cái nguyên nhân của nó là do cái gì. Thứ hai là phải xem sơ hóa nó ở đâu. Nếu sơ hóa nó là F0, F1 là còn nhẹ, tức là bệnh mới diễn tiến trong vòng 5 năm thôi. Nếu sơ hóa nó tới F2 á, là lo điều trị đi. Chứ không nó qua F3 á, là nguy cơ ung thư rất cao. Tất cả nguyên nhân khi sơ hóa nó tới F3 nguy cơ ung thư rất cao. Đặc biệt viêm gan do virus C, cho dù điều trị thành công mà sơ hóa F3 là phải tầm soát ung thư sau đó, chứ không cho bệnh nhân về. Mấy anh chị là bác sĩ gia đình, người ta bị viêm gan C, người ta đi điều trị ở một nơi nào đó về, người ta nói tôi điều trị thành công rồi bác sĩ. Mấy anh chị xem cái F, F là cái gì tí nữa nói sau. Thấy F3 là sơ hóa nặng là mấy anh chị phải theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng tầm soát ung thư đó. Chứ buông người ta ra, sẽ có một ngày người ta bị ung thư gan và người ta sẽ kiện mình. Mình là bác sĩ gia đình, mình chăm sóc sức khỏe cho người ta mà. Tới F4 là sơ gan rồi. F càng cao, nguy cơ ung thư càng cao. Đó, vì vậy nó là ý nghĩa tiên lượng bệnh. Theo dõi bệnh, một bệnh nhân trước điều trị là F3. 1-2 năm sau, tôi điều trị xuống F2, xuống F1 là tốt rồi. Tôi điều trị sao từ F3? 2 năm sau thành sơ gan tôi điều trị tốt không? Không. Sàng lọc ung thư. Đối với sơ hóa F3, F4. F4 là sơ gan, F3 là nặng. Từ F3, F4 trở lên là mấy anh chị phải tầm soát ung thư. Mấy anh chị phải đi tìm ung thư bằng cách alpha, FB và siêu âm mỗi 6 tháng. Và đối với F4 thì phải làm gì? Thì phải soi. Tất cả sơ gan F4 đều phải soi để sơ có giãn thành mạch thực quản hay không. Bây giờ tôi nói mấy chị này, sơ gan còn bù á. Sơ gan còn bù có nghĩa là một cái sơ gan mà không có vàng da, không có bán bụng, đúng không? Không có bệnh não gan, không có vỡ giãn thành mạch thực quản với xuất huyết. Sơ gan còn bù là vậy đó. Sơ gan còn bù nếu mà xét nghiệm là Chaipert A. Mấy chị ngồi đây sẽ có những người sơ gan còn bù không, hoàn toàn không có triệu chứng, vì đa số nó không có triệu chứng. Có triệu chứng không? Không. Chỉ cảm giác hơi mệt mệt vậy thôi, chứ không có triệu chứng gì hết. Làm xét nghiệm gan hay sao? Bình thường hết, từ trên xuống dưới. Chỉ có cái gì mấy anh chị? Sơ gan thì cái thằng gì? AST nó lớn hơn ALT. Chứ men gan nó có thể bình thường. Chức năng gan albumin in air bình thường vì nó còn bù và nó bình thường. Bilirubin có thể bình thường. Thành ra một cái người mà sơ gan còn bù á, đôi khi á, mình chẩn đoán không được. Mình chẩn đoán không được, mình cho thuốc độc cho gan hoặc đi phẫu thuật, nó đẩy từ còn bù sang mất bù, biểu hiện bằng vàng da và bán bụng là thường gặp nhất. Là đôi khi bệnh nhân vô tử vong luôn. Mình phải là cái người bác sĩ gia đình, mình phải nhìn cho được cái sơ gan còn bù đó.
Bằng cách gì? Tôi nói rồi, đầu tiên nhìn men, AST lớn hơn ALT. Thứ hai, thành phản xạ nhìn xuống tiểu cầu liền cho tôi. Tiểu cầu mà nó bắt đầu nó giảm hơn bình thường, không phải chờ dưới 100 ngàn đâu. 160, 170, 150, thường là dưới 150 là thành phản xạ AST lớn hơn ALT cộng tiểu cầu ha, mà nó giảm hơn bình thường, thường là dưới 150 thì trong đầu nghĩ liền là sơ gan. Và đó là cái chỉ số mình sẽ thấy nè, chỉ số này nè. Thì các phương pháp đánh giá gồm có xâm nhập là sinh thiết mình thua rồi. Không xâm nhập tôi tính chỉ số EPRI. Nó chỉ dựa vào hai con số thôi là AST và tiểu cầu, tôi nói đó. Fibrotest, cái này là dựa vào để đánh giá sơ hóa trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Và đo độ đàn hồi gan bằng FibroScan. Ở Medic có, ở Pháp Việt có, ở nhiệt đới có, và kỹ thuật ACFI ở Medic có, ở Đại học Y Dược có. Kết quả nó trả lời cho mình là F4, thì đó là sơ gan đó. Hả? Hoặc là trả lời F3 là tôi biết sơ nặng, sơ cũng khá nặng nè. Nhưng mà chưa sơ gan, cái đó mới là sơ hóa thôi. Khi nào nó tiến tới F4 mới gọi là sơ gan. Sơ gan mấy con là sơ gan còn bụ. Bệnh nhân đến với mình cái bụng bán chăn ban rồi, phù chân rồi ha? Thì tôi nói thiệt á, bệnh nhân nó cũng biết nó là sơ gan nữa, chứ đâu có từng với bác sĩ. Có đúng không? Trời ơi, bệnh nhân vô bệnh viện y tá hoặc hộ lý nó cũng biết đó là sơ gan, chứ đâu tận tới mình ra chẩn đoán sơ gan. Cái khó là mình phải chẩn đoán sớm. Và nhiệm vụ của bác sĩ của mình, bác sĩ gia đình là gì? Phải chẩn đoán ngay lúc sớm á. Vì sơ gan còn buộc tôi điều trị thì có thể gì? Lùi luôn đó, lùi qua giai đoạn sơ gan luôn ha. Cuốn sách của này của tôi, tí là mấy chị Gậy Lam, mấy chị ấy, đây là gần như là đề tài nghiên cứu sinh của tôi, đề tài tiến sĩ của tôi trong vòng 3 năm tôi viết. Rồi tôi tóm lại trong cái cuốn sách rất là nhỏ, mấy chị đọc thêm để biết thế nào là sơ hóa, vì mình không có thời gian để mình nói nha. Mấy chị đọc để mấy chị hiểu, trước mắt là áp dụng cho bản thân mình, cho người nhà mình trước, rồi sau đó mình áp dụng cho bệnh nhân của mình ha, rất là đơn giản. Mấy chị cứ đọc từ từ mấy chị sẽ hiểu. Đây là cái khái niệm khá là mới mẻ ở Việt Nam, nhưng trên thế giới đó là cái chuyện bình thường. Khi tôi tiếp cận một bệnh nhân bệnh gan mãn tính, bắt buộc bên cạnh nguyên nhân tôi phải đánh giá ngay mức độ sơ hóa liền nha. Mấy chị nhớ đọc thêm cái này. Tất cả phương tiện đều có trong tay hết. Mấy chị FibroScan giờ rất nhiều máy, ở các tỉnh có hết, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, ở đâu cũng có máy hết, chỉ có mấy chị không biết để gửi bệnh nhân đi làm thôi nha. Hoặc thậm chí tôi tính nhẩm thôi, chỉ số EPRI dựa vào men gan và tiểu cầu, tính rất nhanh để biết được bệnh nhân này đã sơ hay chưa, ở mức độ nào. Bây giờ mình chỉ làm được một cái tình huống, sau đó mình nghỉ giải lao nha. Rồi, đây là một cái tình huống, mấy chị biện luận thử coi. Mình làm chung đi. Khi mình đọc một loạt men gan, xét nghiệm gan, thì đầu tiên đọc cái gì trước mấy chị? Hỏi xem bệnh nhân này có ứ, mình xem cái bệnh nhân này có ứ mật hay không. Ca này vô mình vì vàng da nha, ca này vô mình vì vàng da. À, ca này vàng da một tuần, khi khám thì bệnh nhân này không có vàng da. Ha. Trước đó một tuần thì bệnh nhân thai có vàng da, đến khi mình khám thì mình không thấy vàng da nhiều. Xét nghiệm anh chị đọc đầu tiên không phải nhảy vô men, đọc xem có ứ mật hay không. Phosphata kiềm GDT. Phosphata kiềm bình thường dưới khoảng 250. GDT bình thường dưới khoảng 50, thấy hai cái này bình thường ha, không có tăng nhiều, như vậy không có ứ mật. Kế tiếp ứ mật đọc có gì mấy anh chị? Tổn thương tăng không? Tăng chắc rồi. Tăng nhiều ít? Nhiều, như vậy đó là cấp hoặc là gì? Một cái đợt cấp trên nền mảng, nhưng mà cứ nghĩ cấp đi cái đã. Tăng theo kiểu gì? ALT lớn hơn AST. Có đúng không? Thì thua rồi. ALT, AST bệnh lý nào nó không có thể tăng kiểu này hết, trừ thằng rượu thôi. Thằng rượu nó không phù hợp, thứ nhất là nữ mình không nói rồi, mà cái men nó quá cao. Và GDT nó không có phải tăng. Rồi, như vậy đây là huệ thoại tử. Bilirubin tăng không? Tăng, nhưng mà vì ngay cái ngưỡng 2,5 thì ra mình khám không thấy vàng, có thể trước đó nó tăng nhiều. Tăng kiểu gì? 1,8 chia 2,5 ra mấy? Trên 50 chưa? Như vậy tăng kiểu gì? Trực tiếp chiếm ưu thế. Có đúng không? Tăng trực tiếp chiếm ưu thế ảnh hưởng gan chưa? 1,24. Chưa, nhưng bắt đầu có khuynh hướng hơi tăng nhẹ đó. Bình thường nó có 0,8, 1,2 à. Cái này bình thường, siêu âm bình thường. Giờ làm gì? Tổn thương tế bào gan làm xét nghiệm đầu tiên là gì mấy anh chị? Xét nghiệm về virus ha, mình sẽ học bài sau. Thì ca này khi mình làm ra thì mình ra là viêm gan A ha, có H IgM anti HAV dương tính, và cái đây là một cái viêm gan A cấp nha. Cách biện luận là vậy đó.
nha. Còn mấy tình huống khác thì thôi, mình không có thời gian, mình về mình đọc đi rồi có gì thắc mắc. Tôi có gửi nguyên một sấp cái nem cạc của tôi á, mấy anh chị lấy người cái đi, rồi về nhà đọc cái nào không hiểu thì gửi mail cho tôi, đừng gọi, gọi cả ngày tôi không có trả lời được nha. Hoặc là sau này mình đi lâm sàng, mình làm việc, mình có cái gì thắc mắc thì mấy anh chị hỏi.